Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiều thê Của tác giả Ngô Vi Phần 11 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Bên ngoài cửa phòng có thông báo truyền tới là người tiêu gia đến Diệp trạch phút phẳng nếp nhăn trên vạt áo Dịch dịch vị trí dáng ngồi cho ngay ngắn Lúc này giọng nói hơi vội vàng mà nói Mau để cho bọn họ tiến vào Trong phòng mọi người đều nhìn về phía rèm cửa Rèm châu được nhấc lên Một vị nam tử dáng người dài rộng Ngay thẳng Phong tuấn thần lãng ôm một em bé trắng nõn đáng yêu đi vào Theo sát sau đó chính là một tiểu nương từ xinh đẹp yêu kiều ôm eo tả lót Đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa lần đầu gặp mặt, mọi người bên trong nhà ở đã bị bề ngoài xuất sắc cùng khí chất hào phóng của đám người tiêu gia hấp dẫn. Bọn họ ăn mặc sạch sẽ thanh nhã, nguyên liệu tuy không phải là tơ lụa cao cấp nhất, nhưng trên mặt theo mẫu mã hoa văn lại sinh động như thật. Bất kể là hoa văn mặt trúc trên trường bào của tiêu thái hay là hình vẽ động vật nhỏ trên y phục của tiêu giản đều không giống hình vẽ tiểu động vật bình thường, đều khiến người khác muốn ghé sát vào nhìn tỉ mỉ một chút. Không phải đồn đại rằng cả nhà này chỉ là người mà lão gia nhận kết nghĩa sao? lúc trước chẳng qua là một hộ bá tánh bình dân cơ duyên xảo hợp mới được đón tới phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý có lẽ là vì khuôn mặt cực kỳ giống với khuôn mặt của lão gia nên mới chèo cao lên được cũng nên mặc kệ các loại suy nghĩ của đám nha hoàng từ lớn đến nhỏ giờ phút này tề đồng sáng trực mắt lên giống thật sự là quá giống người ta thường nói cháu ngoại tựa như cửu cửu tiêu thái cực kỳ giống lúc trạch ca lúc còn trẻ tuổi cũng là dáng người tuấn lãng cao rộng như vậy trông rất hào phóng lỗi lạc. Chẳng qua là năm đó khi Trạch Ca đi theo Hoàng Huynh trở về kinh đã là tướng quân thiếu niên, từ trên chiến trường chém dế tê mà trưởng thành, quát ra tinh huyết sắc bén, nhuệ khí bức người. Khi đó nàng ở trên thành lâu xa xa nhìn liếc mắt một cái, từ đây trái tim liền bén rễ nảy mầm. Diệp Trạch nhìn hai đứa cháu ngoại, đặc biệt là tiêu giảng, phản phất như nhìn thấy ấu muội Trong hốc mắt hắn từ từ ngấn lệ nóng. Diệp Trạch ngoảnh qua một bên đầu, chớp chớp mắt, ngươi là biểu đệ tiêu giảng sao? Thạch bà bà mới vừa đi theo vào cửa, không đợi mọi người nói chuyện, Diệp Thiên Trung đã kích động mà chạy tới trước mặt tiêu giảng. Đệ đệ. Loại đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời như thế này, rốt cuộc hắn cũng có rồi. Diệp Thiên Trung chỉ lớn hơn tiêu giảng 2 tuổi, lại cao hơn cậu bé một cái đầu. Hơn nữa từ nhỏ hắn tập võ, thân thể nhỏ nhắn càng chắc nịch hơn so với tiêu giảng đang ốm yếu. Tiêu giảng bị một tiểu ca ca đột nhiên vọt tới trước mặt khiến sợ giật mình, vội vàng né tránh sau chân ca ca. Mặc dù tiêu giảng được trong nhà nuông chiều nên tính tình càng hào phóng hơn một chút, nhưng từ nhỏ cậu bé vẫn là một đứa trẻ hướng nội, lần đầu gặp mặt người xa lạ còn có chút thấp thỏm, có điều sau khi quen thuộc có thể cởi mở hơn. Tiêu giảng ôm lấy đùi ca ca, từ phía sau ca ca ló đầu ra, tò mò nhìn Diệp Thiên Trung, ta tên là Tiêu giảng, ngươi là ai vậy? Ta là Diệp Thiên Trung, ta là ca ca ngươi, về sau ta sẽ che chở cho ngươi diệp thiên trung vỗ vỗ ngực vẻ mặt kiêu ngạo tiêu giảng chớp chớp mắt nói lặp lại ca ca hắn lại ngửa đầu nhìn phía tiêu thái tiêu thái xoa xoa lưng cậu bé đẩy cậu bé ra khỏi người mình đây là người ta ta đã nói với đệ là tiểu biểu ca của nhà cửu cửu tiểu biểu ca tiêu giảng đứng ở trước mặt diệp thiên trung ngoan ngoãn mà gọi a à. biểu đệ Diệp Thiên Trung cao hứng kéo tiêu giảng đi về phía tề đồng, nương. Con cũng có đệ đệ rồi. Khuôn mặt tề đồng tràn đầy nụ cười mà ôm lấy hai đứa trẻ nhỏ, được, 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 vậy con phải chăm sóc tốt cho đệ đệ đó. Chờ hai đứa nhỏ nói xong, tiêu thái mới cùng phó nguyệt, thạch bà bà hành lễ. Được rồi, được rồi, được rồi, mau ngồi xuống đi. Diệp Trạch, trên đường đi có thuận lợi không? Tiêu thái, có đám người Diệp An bảo hộ, dọc đường đi mọi việc đều yên ổn cả. Đã tới nơi này của Cửu Cửu, các ngươi cứ an tâm mà ở lại. Thiếu cái gì chỉ cần nói một tiếng là được." Tề Đồng gật gật đầu, "Đúng vậy, cứ coi như ở nhà mình, đừng rụt rè. Các ngươi đã từng gặp Ngô Phong, hắn là đại quản gia trong phủ. Vị này là Trung Tình trung nương tử, chuyện linh tinh vụn vặt ở hậu viện nói cùng nàng ấy là được." Trung Tình đi ra hành lễ bái kiến xong lại lui về phía sau công chúa, từ một bên bưng tới một cái khay gỗ đỏ, bên trong bày tám hồng bao bà vững vàng bưng khay gỗ đi đến trước mặt tiêu thái. Diệp trạch nghẹn ngào nói, nhiều năm như vậy, chúng ta mới lần đầu tiên gặp nhau. Đây là quà gặp mặt mà người làm cửu cửu, cửu mẫu phải cho cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, các ngươi nhận lấy đi. Đây cũng đúng là quy củ của triều lý, lần đầu tiên trưởng bối gặp tiểu bối, cần phải có hồng bao. Bên trong để tiền bạc hoặc đồ vật đều được. Phó Nguyệt ôm con nhìn tiêu thái. Cảm ơn cửu cửu, công chúa tiêu thái duỗi tay lấy cảm ơn cửu cửu công chúa phó nguyệt lấy phần của nàng và của cả nhu nhu chung tình lại mang hai cái còn dư lại tới cho tiêu giảng phó nguyệt cùng tiêu giảng cùng cảm tạ tiếp nhận quà tặng gặp mặt của cửu cửu gia xong phó nguyệt cũng muốn đưa đồ vật mà bọn họ mang tới đây để hồi đáp tay nghề của tiểu nguyệt thô lậu mong rằng cửu cửu cùng công chúa không ghét bỏ phó nguyệt đứng lên lưu chuyển nụ cười muốn đưa đứa trẻ cho thạch bà bà ôm Tề Đồng vừa mới nhìn liền thèm ôm Tiểu Bảo Bảo trong ngực Tiểu Nguyệt, vội vàng nói, cho ta ôm đi, gọi là Nhu Nhu sao. Phó Nguyệt cũng không cự tuyệt, đi tới đưa Nhu Nhu cho công chúa, A Thái Ca đặt tên là Tiêu Nặc, nghĩa là một lời nói một gói vàng. Nhũ danh gọi là Nhu Nhu, được hơn 7 tháng tuổi rồi ạ. À. Nhu Nhu, Tiểu Nhu Nhu, ta là cửu mẫu đây. Tề Đồng thuần thục mà ôm đứa trẻ dỗ dành. Nhu Nhu được ăn no rồi mới ôm tới đây, giờ phút này mắt to tròn đen bóng nhìn phu nhân xinh đẹp trước mặt tầm mắt bị hấp dẫn ba tinh xảo lấp lánh trên đầu công chúa nhu nhu không nhịn được công công mi mắt hạnh nhân mà cười ha 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 một bàn tay nhỏ từ trong tả lót lộ ra vồ về phía trước một cái ô kìa nhu nhu cười kìa tề đồng không biết ý của tiểu bảo bảo chỉ cho rằng đứa trẻ thích nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé thật sự vui mừng tiêu nặc một lời nói một gói vàng đặt cái tên này rất hay Diệp Trạch vỗ về chồng râu dài, thò đầu qua cái bàn nhỏ ngăn cách giữa ông và tề đồng mà ngắm đứa trẻ trong ngực nàng. Đứa trẻ này cũng giống muội muội khi còn nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt này. Nghe thấy người khác khen nhu nhu, tiêu giản kiêu ngạo nói rõ, đây cháu gái nhỏ của ta. Tẩu tử nói, chờ cháu ấy lớn hơn một chút là có thể chơi cùng A giảng đó. Để ta xem. Cho ta xem cháu gái nữa. Diệp Thiên Trung nghe người khác nói như vậy, cũng bám vào ghế dựa của nương để ngóng nhìn thăm dò. Tề đồng ôm đứa trẻ ngồi xuống chỗ thấp để Diệp Thiên Trung xem, con nhìn xem, nhưng đừng duỗi tay chạm vào con bé. Tiểu bá vương không biết nặng nhẹ, tề đồng lo nhi tử chạm vào làm đau tiểu bảo bảo. Cháu gái thật đáng yêu. Diệp Thiên Trung nghe lời đứng ở một bên nhìn, thấy bộ dáng nhu nhu trắng trẻo mịn màng liền thủng thức nói. Người cũng như tên, như cục bột nếp mềm mại trắng trẻo, người nào nhìn thấy cũng mềm lòng. Thật không? cháu gái của ta là bảo bối đẹp nhất. Nghe thấy biểu ca mới quen biết trước đó khen nhu nhu, tiêu giản vui vẻ mà bật cười. Biểu đệ nói đúng. Về sau hắn còn muốn cho Hiền Lâm đến xem cháu gái của hắn, có khi còn đẹp hơn muội muội hay khóc lóc sức mướt của hắn ta nhiều. Hai đứa bé trai ghé vào một chỗ vừa xem nhu nhu vừa nói chuyện, tình hữu nghị giảng đơn cứ như thế mà ra đời. Bên kia tình tước cũng ôm hộp nhỏ đi đến trước mặt Phó Nguyệt, Phó Nguyệt mở ra, lần lượt lấy đồ vật bên trong ra, đây là một số đồ vật nhỏ mà cháu tự tay làm cửu cửu và công chúa biểu đệ cầm chơi đi phó nguyệt chuẩn bị cho diệp trạch một bức bình phong vẽ hình núi sông hết sức tinh xảo bài trí ở bàn đọc sách diệp thiên trung là một cái túi sách theo hình con hổ đáng yêu tề đồng cùng diệp thiên linh đều là túi sách hình thức chiếc túi dung hợp giữa phong cách hiện đại và cổ phong độc đáo mới lạ mặc kệ đồ vật tốt hay xấu bọn nhỏ có tấm lòng này diệp trạch liền cao hứng càng miễn bàn kỹ thuật theo hai mặt của phó nguyệt thuộc loại thượng thừa Diệp Trạch thưởng thức trong chốc lát rồi mới lưu luyến sai người thu hồi lại cho ông, sau này bày ở trên bàn đọc sách của ông ở trong thư phòng. Hai chiếc túi sách kiểu dáng tương đồng nhưng màu sắc và chi tiết từng người khác nhau, phong lan cùng thạch lựu, mỗi loại đều có các hoa văn mềm mại đẹp đẽ. Tề đồng là công chúa cao quý, ánh mắt không tầm thường, nhưng hình thức của loại túi này nàng vẫn chưa từng thấy. Hơn nữa Phó Nguyệt còn cẩn thận mà chuẩn bị quà cho Diệp Thiên Linh, tề đồng càng vừa lòng với nương tử của đứa cháu ngoại này. Thận Trọng Thỏa đáng là một tiểu nương tử thông minh. Năm ngoái Diệp Thiên Linh mới thành hôn, còn chưa có tin vui, Tề Đồng đưa cái túi sách thạch lựu cho Chung Tình, "Ngày mai ngươi phái người đưa qua cho Thiên Linh, nói cho con bé biết là biểu tẩu đặc biệt làm cho con bé." Nô tỳ nhớ kỹ rồi. Chung Tình đưa tay tiếp nhận, cẩn thận cất đi. Tề Đồng lật xem sợi chỉ màu xanh lam kia, cười nói với Phó Nguyệt, "Tiểu Nguyệt thật khiêm tốn khi nói về tay nghề của mình, chưa nói hình thức này mới mẻ." tài nghệ theo hai mặt của ngươi đã bất phàm rồi. Phó Nguyệt ôm nhu nhu trở lại ngồi xuống ghế nói, công chúa thích là tốt rồi. Tề đồng, thích lắm. Thiên Trung cũng thích. Nương xem này, cái này là con hổ nhỏ nhỉ, vừa đáng yêu vừa oai vệ. Diệp Thiên Trung nâng túi sách tiến đến trước mặt tề đồng. Trên túi, Phó Nguyệt theo động vật theo phong cách truyện tranh. Trung tình đứng ở phía sau nhìn cảm thấy quen mắt, ngẫm nghĩ một lát mới nói với tề đồng, công chúa, ngài xem phong cách vẽ này có giống với hình theo chữ thập mới nổi tại lý ký tơ lụa trang trước kia không được bà nhắc nhở như vậy tề đồng tiếp nhận túi sách của nhi tử cẩn thận nhìn năm ngoái lý ký đột nhiên bắt đầu bán loại đồ theo chữ thập giá cả khá rẻ những nhà như nhà nàng tất nhiên là không để lọt vào mắt nhưng hình vẽ bên trên thật sự là phong cách đặc biệt chưa từng gặp còn có không ít người đi lý ký dò hỏi đều bị đuổi trở về đối với phong cách mới lạ này có không ít người cũng bắt chước chẳng qua lý ký vẫn luôn tung ra hình thức mới, mắt cá đương nhiên không thể sánh bằng trân châu. Cho nên mọi người đều chờ mong có thể cùng vị họa gia ẩn thế kia kết bạn một phen. Dũng Nghị công phủ cũng mua một ít bức theo chữ thập, sau đó các thợ theo trong phủ chính mình bắt chước chọn nguyên liệu tốt làm lại một lần nữa. Không phải nói hoa, tựa vào cái gối ôm thật sự rất thoải mái. Khi Diệp Thiên Linh xuất giá cũng mang theo nó trong của hồi môn. Tề đồng thử hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng biết phong cách tên là truyện tranh này sao phó nguyệt nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng ngẫu nhiên học được chút tài mọn thôi khó mà phô bày ra được ở nơi thanh nhã vậy những bức vẽ trong lý ký tơ lụa trang cũng là ngươi vẽ sao lý ký là gia tộc họ lý ở giang nam sao đúng vậy chính là nhà bọn họ năm ngoái cháu hợp tác cùng lý ký vẽ một chút hình mẫu ha 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 là ngươi thật à Thế mà ta lại là người đầu tiên gặp được người đại tài mà lý ký cất giấu. Tề đồng mở to mắt cười to, tiểu nguyệt vừa tới vân kinh không biết, kỹ thuật vẽ này của ngươi hiện tại đã có không ít người tranh nhau bắt trước, ai cũng muốn tham khảo vị ẩn sĩ cao nhân kia một phen. Nhưng mà ẩn sĩ cao nhân lại là tiểu nương tử xinh xắn đáng yêu như vậy, không biết những người theo đuổi bắt trước ấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ánh mắt tề đồng đối với phó nguyệt cũng xem trọng thêm vài lần. Nhu nhu trong chiếc tả quấn hơi mệt nhọc, buồn ngủ ngáp một cái. Phó Nguyệt vừa vỗ nhẹ vừa trả lời, có thể được mọi người thích là phúc phận của Tiểu Nguyệt. Việc theo thù ở tiệm vải là chuyện của phu nhân trong nhà, Diệp Trạch không lưu tâm quá mức. Nghe tề đồng giảng giải ngọn nguồn trong đó, ông mới vừa lòng mà cười nói, không tồi. Tiêu Thái vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở một bên cung kính đáp lời, nghe thấy nương tử mình được khen, nét mặt cũng hòa ái hơn, Tiểu Nguyệt đa tài đa nghệ, thông minh khéo tay. Triều Vân đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ tại Bách Vị Hiên ở đằng trước nên bước tới truyền lời đã tới giờ mở tiệc. Tề Đồng gật gật đầu, thôi chúng ta cùng dời bước tới Bách Vị Hiên dùng bữa tối đi. Nhóm đại nha hoàng bước tới giúp mọi người cất gọn đồ vật, sau đó tất cả mọi người cùng đi đến Bách Vị Hiên. Thạch bà bà ôm Tiểu Nhu Nhu nói với Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ta mang Nhu Nhu trở về ngủ nhé. Đây chính là nhà của quốc công cùng công chúa, đều là những đại nhân vật trên trời, từ lúc vào phòng thạch bà bà căng thẳng mà ngồi cứng ngắc ở một chỗ. Hiện tại còn muốn ngồi cùng bọn họ chung một bàn dùng cơm, thạch bà bà ngẫm lại liền cảm thấy tim như ngừng đập. Phó Nguyệt thấy thạch bà bà không được tự nhiên, liền gật đầu đồng ý nói, trong viện chúng ta có phòng bếp nhỏ, thạch bà bà ngài muốn ăn cái gì thì sai người làm nhé. Nàng lại ghé sát vào thạch bà bà thấp giọng nói, đừng nghĩ quá nhiều, bà cứ ăn ngon ngủ kỹ, chỉ cần bận tâm tới mỗi chuyện chăm sóc nhu nhu là được mặt khác cũng chưa đến mức quan trọng lắm còn có ta đây mà có phó nguyệt quan tâm thạch bà bà như được tháo dỡ tảng đá lớn ở trong lòng ta nghe tiểu nguyệt tề đồng nhìn thấy hai người các nàng dừng lại liền dịu dàng hỏi làm sao vậy thạch lão phu nhân cũng cùng đi đi được công chúa tôn xưng một câu lão phu nhân thạch bà bà lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bà liên tục nặng ra nụ cười nói không đảm đương nổi câu lão phu nhân mọi người đều gọi ta là thạch bà bà công chúa ngài gọi ta là thạch bà bà là được nhu nhu ngủ ta mang con bé trở về phó nguyệt cũng cười nói đệm thêm đúng vậy có thạch bà bà bồng bế nhu nhu có thể an tâm mà ngủ tiêu thái nhìn các nàng nghe thấy phó nguyệt nói liền đứng ở một bên không giữ lại thạch bà bà nữa phó nguyệt nói như thế tề đồng cũng không khuyên tiếp nhưng ra lệnh với đám nha hoàng đang đứng ở một bên các ngươi chiếu sáng đường đi thêm một chút cẩn thận đưa thạch bà bà cùng nhu nhu trở về kỳ cảnh viện Vâng, công chúa. Tại Bách Vị Hiên có mở một cái cửa nằm giữa hai bên thính đường, mặc dù tiệc được phân chia chỗ ngồi, nhưng mọi người cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bàn đối diện. Bàn ăn của Phó Nguyệt cùng Tề Đồng rất an tĩnh, gian ngoài bàn ăn của hội nam nhân lại hết sức náo nhiệt. Cả đêm, Tiêu Giảng cùng Diệp Thiên Trung đã quen thuộc với nhau liền túng lại một chỗ nói nói cười cười, khắp nhà đều là giọng nói non nớt ngây thơ của bọn họ. Hôm nay vui vẻ, Diệp Trạch cũng mặc kệ tiểu nhi tự ăn no rửng mỡ, tự mình lôi kéo cháu ngoại uống hết chén rượu này đến chén rượu khác. Cửu cửu mời rượu, tiêu thái không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể uống cùng. Cũng may Diệp Trạch còn một chút lý trí, hai người uống được 7-8 phần thì dừng. Rượu đủ cơm no, mọi người còn tới một gian phòng khác nghỉ ngơi. Tề đồng sai chung tình chuẩn bị trà tỉnh rượu cho hai cậu cháu này. Bóng đêm buông dần xuống, tiêu giảng đã qua cơn hưng phấn nô đùa, giờ phút này hơi buồn ngủ một chút. Hắn dụi dụi mắt, chạy tới rút vào bên người tẩu tử. Trên người ca ca mùi rượu quá nặng. Phó Nguyệt ôm lấy cậu bé nhẹ giọng hỏi, A giảng mệt rồi à? Tiêu giảng gật gật đầu. Tề đồng liền nói, vậy hôm nay đi nghỉ trước đã, nhìn thằng bé buồn ngủ rồi. A Thái, cháu cùng ta lại đây một chuyến. Diệp Trạch buông chén trà. Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đều nhìn về phía Diệp Trạch. Ánh mắt Diệp Trạch sáng tỏ rõ ràng. Tiêu Thái gật gật đầu hắn nói với phó nguyệt vậy nàng mang theo a giảng đi về nghỉ ngơi trước đi ta cùng cửu cửu nói chuyện một chút tề đồng đỡ chung tình đứng lên cũng cười nói với phó nguyệt đi thôi chúng ta đi về nghỉ ngơi trước cả quãng đường buôn ba mệt muốn chế tê rồi nhỉ để hai bọn họ tự nói chuyện với nhau đi công chúa nói đúng phó nguyệt nắm tay tiêu giảng đứng lên có bọn nha hoàng cầm đèn phó nguyệt đi song hành cùng tề đồng nửa quãng đường sau đó người nào trở về viện của người đó trong đại thư phòng của tiền viện ngồi xuống đi tiêu thái ngồi xuống ngay ngắn trước mặt diệp trạch dưới ánh nến lay động diệp trạch nhìn tiêu thái thật sâu tiêu thái cụt mắt xuống lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó a thái diệp trạch thở dài từ từ mở miệng cháu cháu có trách ta không tiêu thái nhìn về phía hắn trầm giọng nói năm đó cửu cửu cũng không biết chuyện làm sao có thể quy tội cho cửu cửu chứ diệp trạch lau mặt nương cháu thật chưa bao giờ nhắc tới chúng ta sao? Bà không nhớ rõ, nhớ tới chuyện cũ thì đầu sẽ rất đau, về sau liền không suy nghĩ về nó nữa. Diệp Trạch trầm mặt trong chốc lát, sau đó lại mở miệng lần nữa, thân thế của các cháu ta tạm ẩn giấu đi đã. Hiện tại tùy tiện vạch trần quá khứ của mẹ con cháu thì chỉ đẩy các cháu tới nơi đầu sóng ngọn gió, huống hồ cái nhìn và những lời bàn tán của người đời cũng sẽ hủy hoại thanh danh của muội ấy. Trước cuộc là chính tiểu muội tự chạy ra khỏi phủ, người đã mất rồi, không nên để người ta tiếp tục bàn tán danh tiếng của muội ấy sau lưng nữa. Diệp Trạch, chẳng qua là hai huynh đệ cháu phải chịu thiệt thòi một chút. Ta nói với bên ngoài rằng ta và các cháu có duyên, vì vậy đã nhận các cháu làm cháu ngoại. nhưng mà a thái cháu cũng đừng lo, ở chỗ của cửu cửu cháu cứ coi như ở nhà mình. lần này tiêu thái đến một là thay nương đến gặp thân nhân, thứ hai là đi cùng phó nguyệt tới thượng kinh để tìm kiếm tin tức của triệu vân liên. Hắn chưa bao giờ thèm khát vinh hoa phú quý của Dũng Nghị công phủ, cũng không nghĩ tới chuyện dần dần sẽ chiếm đoạt. Cho nên thân phận bọn họ thật hay giả hắn cũng không để bụng, vì danh tiếng của nương, hắn cũng có thể nói với bên ngoài là kết nghĩa. Nhưng những kẻ thực sự hại nương thì hắn không thể không hỏi. Những việc này cửu cửu cứ sắp xếp là được. Tiêu Thái nhìn Diệp Trạch, giọng nói dần trở nên lạnh lùng, về phía xương bình bá phủ, cửu cửu tính toán như thế nào. Nhắc tới người nhà kia, Nét mặt của Diệp Trạch cũng đanh lại, ta đã sắp xếp rồi, không đề cập tới chuyện của mẹ con cháu, những chuyện khác đều nằm trong bàn tay ta cả rồi. Diệp Trạch nói tổng quát những sắp xếp của mình, xương bình bá phủ dân tấu chương sinh phong tước cho đích trưởng tử đời kế tiếp đã bị bệ hạ áp xuống. Ta đã sai người âm thầm thu thập tin tức về những chuyện mà lão bá gia cùng mụ độc phụ kia làm, đến lúc đó cùng lúc đưa tới chỗ ngự sử đài, lúc ấy cho dù hắn muốn xin giữ lại bộ xương già cũng e là không có cách nào thoát thân được chuyện trên quan trường tiêu thái không có chỗ nhúng tay nếu cửu cửu đã ăn bài thỏa đáng rồi thì hắn không làm phiền thêm kiên nhẫn chờ đợi kết quả là được tiêu thái làm phiền cửu cửu lo lắng ngươi không nhắc tới thì ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ diệp trạch nói chua xót đó là bào muội mà ông che chở từ nhỏ bá gia của xương bình bá phủ thật cũng phí khi chỉ có vẻ bề ngoài nhờ có tổ tông che chở mà lão ta được nhận một chức quan vợ cả hứa địch cùng tiểu thiếp trong phủ nhiều năm không có con. Trong một lần lão ra ngoài ban sai ngẫu nhiên gặp được con gái của một hộ thương nhân ngây thơ xinh đẹp tên là Diêu Nhã Toàn, nạp làm thiếp hầu. Chờ đến khi trở về kinh, thứ trưởng tử Diệp Trạch đã được sinh ra, được tổ mẫu trong phủ tự mình nuôi dạy, xương bình bá phu nhân chỉ biết hận thầm trong lòng mà không ra tay được. Mặc dù bà trăm cây ngàn đáng sinh được nhi tử, nhưng hứa địch lại nạp thêm mấy kiều thiếp xinh tươi nõn nà cho xương bình bá, mỗi người một vẻ, mê hoặc xương bình bá đến mức lưu luyến quên lối về. Có câu chỉ nghe thấy người mới cười, chứ đâu nghe người xưa khóc. Đương nhiên Diêu Nhã Toàn bị lão ta vứt ra sau đầu rồi. Về sau, trong phủ lại có thêm nhiều con của vợ cả cùng không ít thứ tử, thứ nữ, đầu óc của xương bình bá bị phân tâm nhiều, đâu còn chỗ để lo lắng cho ba mẹ con Diêu Nhã Toàn. Mẹ cả cường thế, mẹ để tính tình mềm yếu, ấu muội dịp cẩm được dịp trạch che chở mà lớn lên. Đáng tiếc, hắn vì tiền đồ của mình và người thân mà liều mạng, nhưng đổi lấy lại là tin tức về cái chế tê của mẫu thân và muội muội. Hổ dữ không ăn thịt con, xương bình bá lại chẳng hề quan tâm tới chuyện con gái ruột chế tê bệnh. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó Diệp Trạch quyết liệt đoạn tuyệt quan hệ mặc kệ người đời bêu danh sau lưng. Thế gian từ đây chỉ còn một mình ông, vì sao còn muốn cho đám sâu mọc hút máu này bám lấy ông? Nghĩ đến những chuyện của nhún đầy máu tươi, Diệp Trạch lại cảm giác trước mắt như bị bịt kín một tầng máu khuôn mặt tổ mẫu, mẫu thân, mùi mùi lần lượt hiện qua trước mặt ông, nhưng đều bi thảm thống khổ. Cửu cửu. Cửu cửu. Tiêu Thái cao giọng gọi Diệp Trạch Hoàng hồn trở lại. "Hả?" Ánh mắt Diệp Trạch một lần nữa dừng ở khuôn mặt Tiêu Thái, "Làm sao vậy?" "Tiêu Thái, không có gì." Vừa rồi cửu cửu nhìn chằm chằm ánh nến đến mức ngây ngẩn cả người, Tiêu Thái đành phải gọi ông vài tiếng. "Chúng ta nói đến chỗ nào rồi?" Diệp Trạch ho nhẹ một tiếng, bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, đúng rồi, hai ngày nữa ta mang các cháu đi tế bái bà ngoại các cháu. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ, Diệp Trạch còn mạnh mẽ giành lại quan tài của mẫu thân và muội muội để mang về cải tán ở trong từ đường Diệp Gia mà hắn vừa dựng lên. Diêu Nhã Toàn là thiếp thị, không có tư cách vào từ đường của Diệp Thị, thứ nữ Diệp Cẩm bệnh đậu mùa, chế, tê non, đương nhiên cũng sẽ không được tiến vào. Sương Bình Bá mặc kệ những việc này, mọi chuyện đều là Sương Bình Bá phu nhân hứa địch đơn giản xử lý, tùy ý an trí ở một xó xỉnh rách nát. Sau khi Diệp Trạch trở về biết được, tức giận đến mức muốn lật tung toàn bộ bá phủ lên, cuối cùng đành di dời quan tài của nương cùng muội muội an táng và cúng bái. Chén trà đã sớm nguội lạnh, Tiêu Thái đứng dậy rót thêm trà cho cửu cửu một lần nữa, cháu biết rồi, cháu sẽ nói cho Tiểu Nguyệt cùng A giảng một tiếng. Được. Nhắc tới Tiêu giảng, Diệp Trạch ghé mắt nhìn nhìn cháu ngoại trưởng cao lớn tuấn tú, vừa lòng mà vuốt vuốt chồng râu dài, các cháu tới vân kinh rồi, A dự định đưa A giảng đi quốc tử giám, làm bạn học với Thiên Trạch. A Thái, cháu có tính toán gì không? Đứa cháu ngoại lớn này tính cách trầm ổn, dung mạo cũng oai phong giống như ông năm đó, nên lập mưu cho hắn làm chuyện gì mới tốt đây. Diệp Trạch đã cân nhắc ở trong đầu mấy chức quan có thể bổ nhiệm được trong kinh thành. Tiêu Thái do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra dự tính ban đầu của bọn họ, "Cửu cửu, lần này cháu và Tiểu Nguyệt đến đây chính là để gặp mọi người thôi." chờ đến đầu xuân sang năm thời tiết ấm áp hơn một chút thì chúng cháu sẽ mang nhu nhu trở về. Trở về? Diệp Trạch kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Trở về làm cái gì? Các cháu tới chỗ của Cửu Cửu rồi thì ở lại đây với Cửu Cửu, để Cửu Cửu thay nương các cháu làm chút gì đó. Cửu Cửu, ở thành Thạch Châu chúng cháu còn có một cửa hàng, hiện tại chẳng qua chỉ nhờ người tạm thời trông chừng. Chờ sang năm chúng cháu vẫn phải về. Thế sao được? cửu cửu muốn gặp chúng cháu thì chúng chúng cháu sẽ lại qua đây hoặc là cửu cửu muốn đến thành thạch châu đi dạo cũng được diệp trạch lại khuyên vài câu giọng nói của tiêu thái vững vàng kiên nhẫn nhưng vẫn kiên trì phải đi về đứa cháu ngoại này đúng là cũng bướng bỉnh khà khà điểm này cũng giống ông diệp trạch vừa tức vừa vui vẻ ông nói chuyện trở về nói sau còn mấy tháng nữa cơ mà trước hết tiêu giảng cứ đi quốc tử giám học còn cháu Ta nghe nói cháu có một tay nghề đi săn, vậy cháu từng tập võ rồi à? Sư phụ dạy cháu đi săn chỉ dạy thêm một ít quyền cước công phu đơn giản, cháu chỉ bắn tên chính xác là còn được, những thứ khác không thể coi là từng học võ công hẳn hoi. Công trường Minh dạy hắn cũng chỉ mới được mấy năm. Diệp Trạch nghĩ nghĩ, có nền tảng tốt, tuy hiện tại tuổi của tiêu thái mà tiến hành luyện võ đã chậm, nhưng học nhiều thêm một chút tóm lại cũng có chỗ lợi. Nam Nhi Diệp gia bọn họ đâu sợ chịu khổ chứ. Diệp Trạch hỏi lại Tiêu Thái, vậy từ ngày mai cháu bắt đầu tới giáo trường trong phủ đi, ta sẽ xem xét thân thủ của cháu trước. Cửu cửu cố ý bồi dưỡng hắn, Tiêu Thái cũng không phải là người không biết tốt xấu, liền gật đầu đồng ý. Diệp Trạch, nếu không mang cả A Giảng đến. Lúc Thiên Trung được 4 năm tuổi đã bắt đầu đứng tấn đặt nền móng. Tiêu Giảng đã 6 tuổi, hiện tại bắt đầu luyện tập vẫn kịp. Tiêu Thái lại hơi chần chờ, hắn giải thích, thân thể A Giảng từ nhỏ yếu đuối, ban đầu trong nhà cũng chỉ có thể bốc thuốc từ từ điều trị cho đệ ấy cho đến năm ngoái sau khi cháu thành thân vừa dùng thuốc bổ vừa cố gắng chăm chút đồ ăn nên đệ ấy mới khá hơn một chút nghĩ đến tin tức tìm hiểu được diệp trạch vội vàng hỏi hắn vậy hiện tại a giảng còn uống thuốc không thân thể nó đến tột cùng là bị bệnh tật gì không được ngày mai ta phải xin ngự y tới thăm bệnh cho nó nhìn lại cháu ngoại lớn đứng ở trước mắt nhớ tới cuộc sống ban đầu của bọn họ quá gian nan diệp trạch lại không yên tâm mà nói bổ sung thêm các cháu cũng để ngự y xem luôn đi trong cung y thuật cao minh có chỗ nào bất ổn thì sớm phát hiện sớm chẩn trị tiêu thái an ủi ông thân thể a giảng hiện tại rất tốt lão đại phu hàng năm chẩn trị cho đệ ấy cũng nói về sau chỉ cần nghỉ ngơi ổn thỏa là được không cần uống thuốc tiếp nhưng mà có thể mời được ngự y thăm khám thì không thể tốt hơn diệp trạch thả lỏng một hơi vậy chờ ngự y xem qua rồi nói sau tiêu thái gật gật đầu Luyện võ tốt cho thân thể, nếu thân thể A giảng có thể nhẫn nại vất vả để luyện võ thì hắn cũng hy vọng đệ đệ có thể cùng luyện tập. Hôm nay nhìn thấy diệp thiên trung, chỉ lớn hơn A giảng 2 tuổi, nhưng trông tựa như một con né con cường tráng, hoặc bác hào phóng. Tiêu thái hy vọng tiêu giảng cũng có thể giống cậu ta. Hai người bọn họ hàng huyên đến hơn nửa buổi tối, bóng đêm càng an tĩnh. Thời gian không còn sớm, ngày mai diệp trạch còn phải thượng triều, đêm nay tạm thời kết thúc giao lưu ở đây. Sau khi tiêu thái cáo biệt cửu cửu liền bước nhanh trở về kỳ cảnh viện. Biểu thiếu gia. Đám nha hoàng chờ ở bên ngoài đông sương phòng thi nhau hành lễ với hắn. Từ tiêu thái gật gật đầu, mắt nhìn thẳng đi vào đông sương phòng. Nghe thấy tiếng nói ở gian ngoài, phó nguyệt dựa vào giường, buông quyển sách trên tay nhìn qua. Dưới ánh nến vàng ấm áp, phó nguyệt xinh đẹp và dịu dàng. Tiêu thái tới gần, đè bả vai nàng muốn ngồi dậy xuống, nàng nằm đi. Sao còn chưa ngủ, Ta chờ A Thái ca mà. Phó Nguyệt ngửa đầu, vuốt ve e khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Phó Nguyệt khẽ nhíu mày hỏi hắn, ban đêm đường nhiều sương, trên đường trở về có lạnh không? Tiêu Thái lắc đầu, không lạnh. Chỉ cách vài bước, đảo mắt là đến rồi. Giờ phút này nếu Diệp An có mặt ở đây, nghe được lời này của hắn thế nào cũng phải nôn ói một phen. Tiêu Thái thấy bóng đêm tối mịt, muốn đi nhanh trở về. Hắn chân dài đi nhanh, bước chân vượt sải dài diệp an cùng một gã sai vặt khác dẫn theo đèn lồ nờ dê cả quãng đường chạy nước kiệu mới đuổi kịp hắn tới cửa ra vào kỳ cảnh viện đừng nói là lạnh hai người diệp an đã toát mồ hôi đầy đầu phó nguyệt nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn đứng lên ta sai người đưa nước tới chàng đi rửa mặt trước đi được phó nguyệt mở cửa đông sương phòng biểu thiếu phu nhân có lời dặn gì ạ à? tình tước ngẩng đầu cười hỏi làm phiền đưa chút nước ấm tới cho chúng ta rửa mặt nhé biểu thiếu phu nhân chờ một lát tình tức xoay người sai thơ ngữ đi gọi người nâng nước ấm lại đây sau đó lại quay người lại cười nói với phó nguyệt biểu thiếu phu nhân không cần khách sáo có chuyện gì cứ ra lệnh cho bọn nô tỳ nếu không ngô quản gia cùng chung nương tử còn tưởng bọn nô tỳ không tận tâm hầu hạ đó đây là vì làm nô tỳ phải cẩn thận phó nguyệt hiểu cũng không làm khó nàng ấy được ta biết rồi chờ khi nước ấm được đưa tới các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi ở chỗ ta không có chuyện gì nữa. Đám người tình tức cực gật đầu, cung kính mà đứng ở một bên. Chỉ trong chốc lát, thơ ngữ, thơ họa mang theo bà tử làm việc thô khiên hai thùng nước ấm tiến vào, đặt vào gian rửa mặt trong phòng. Các bà tử làm việc thô rót nước xong liền lui ra nhà ở trước. Tiêu thái ở sau bình phong cho rằng mọi người đều đi hết rồi, liền dự định cởi quần áo tắm rửa. Đột nhiên một đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ phía sau hắn sờ mó tới. Thơ họa dịu dàng nói, nô tỳ thay quần áo cho biểu thiếu gia tiêu thái ngây người một lát đột nhiên xoay người lui ra phía sau vài bước đánh đổ một cái chậu gỗ sao các ngươi lại ở chỗ này tiêu thái kinh ngạc mà nhìn thơ ngữ thơ họa đứng chờ sau bình phong làm sao vậy phó nguyệt vừa mới đi tới nội thất lấy y phục mặt bên trong cho tiêu thái nghe được tiếng động bên này liền đi tới hỏi vừa mở cửa ra đã thấy một tấm bình phong ngăn cách thơ ngữ thơ họa cùng tiêu thái tiêu thái nhìn thấy phó nguyệt bước đến phía sau nàng, vội vàng giải thích, ta không biết tại sao bọn họ lại ở trong phòng. Thơ ngữ, thơ họa cũng hơi bối rối và oan ức, các nàng chưa làm gì mà. Thơ họa nhìn phó nguyệt, thấp giọng nói, bẩm biểu thiếu phu nhân, chúng ta vừa mới chuẩn bị cởi áo cho biểu thiếu gia, ngài ấy liền lui ra phía sau làm đổ chậu gỗ. Tiêu thái, ta không cần các ngươi giúp ta cởi áo. Hắn là một nam nhân trưởng thành, sao có thể để hai tiểu nha đầu cởi áo cho hắn chứ? muốn cởi áo thì cũng chỉ có thể là tiểu nguyệt mà thôi phó nguyệt tinh tế nhìn nét mặt của thơ ngữ thơ họa hai người đều lẳng lặng, lặng cúi đầu đứng ở một bên bộ dạng đang chờ xử lý phó nguyệt vừa tiến đến nhìn thấy bộ dáng này liền biết trường hợp hẳn là hiểu nhầm ban đầu lúc nàng rửa mặt là tình tước cùng tuyết nhạn chờ ở một bên nàng nặc cởi áo hầu hạ nàng nàng nói về sau không cần người hầu hạ tắm rửa liền để hai người bọn họ đi xuống có điều lúc ấy thơ ngữ thơ họa không ở nơi này đoán chừng không nghe được. Phó Nguyệt cười nói với thơ ngữ, thơ họa, sau này chúng ta rửa mặt đều không cần người hầu hạ, hai người đi ra ngoài trước đi. Vâng. Thơ ngữ, thơ họa gật gật đầu, cung kính mà lui ra ngoài, cũng đóng cửa phòng lại. Tiêu Thái thấy hai nàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở phài, lại vội vàng cam đoan với Phó Nguyệt lần nữa, ta không hề biết hai nàng ấy còn ở bên trong. Ta nghe tiếng bước chân cho rằng tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài rồi. Phó Nguyệt nhìn chầm chầm bộ dáng tiêu thái cuốn quyết nghiêm túc giải thích, cười nghẹn trong lòng. Thấy nương tử chỉ nhìn hắn, không nói lời nào, tiêu thái gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải, thật sự. Tiểu Nguyệt nàng phải tin ta. Thấy cứ treo hắn tiếp, trên đầu tiêu thái sẽ tràn ra nhiều mồ hôi hơn, Phó Nguyệt buồn cười, được được, ta tin chàng. Bọn nha hoàng hầu hạ chủ tử là quy củ trong phủ. Chàng không thích thì cứ nói qua với bọn họ là được. Tiêu thái liên tục lắc đầu, không muốn không muốn. Ta có tiểu nguyệt hầu hạ cởi áo là đủ rồi. Chàng nghĩ hay nhỉ? Phó nguyệt giận lường tiêu thái, lấy quần áo tới treo trên bình phong cho hắn, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Bị nương tử trận mắt lường một cái, ngược lại tiêu thái lại khẽ cười. Tiêu thái nhanh chóng đi rửa mặt xong xuôi rồi về tới nội thất. Tiêu thái đến gần mép giường nhỏ, ngắm nhìn nhu nhu ngủ yên, a giảng trở về chắc cũng nghỉ ngơi sớm phải không? Đệ ấy có nói gì không? Phó Nguyệt, vừa đến nơi này, A Giảng hơi bất an một chút, buổi tối trở về vẫn luôn đi theo bên người ta. Chàng yên tâm, ta dỗ dành để ấy ngủ xong mới đi ra. Tiêu Thái xúc chăn lên tiếng vào nằm, A Giảng hơi sợ người lạ một chút, chờ hai ngày nữa để ấy cùng Thiên Trung chơi với nhau thân hơn và quen thuộc với nơi này là được. Phó Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Tiêu Thái kể lại đầy đủ lần lượt mọi chuyện mà Diệp Trạch nói cùng hắn cho Phó Nguyệt nghe. Sau khi Phó Nguyệt nghe xong Trầm Ngâm nói, cửu cửu sắp xếp cũng có lý chúng ta cứ nghe theo cửu ấy đi kết nghĩa thì kết nghĩa người nhà chúng ta biết chuyện trong nhà mình là được đúng ta cũng không để bụng những hư danh đó phó nguyệt được tiêu thái ôm vào trong ngực nàng ngẩng đầu vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của tiêu thái đây là phu quân của nàng nhưng sau này hắn không chỉ là một thợ săn co đầu rút cổ ở trong núi nhỏ nữa mà còn là biểu thiếu gia của dũng nghị công phủ này từ tận đáy lòng diệp trạch cảm thấy không làm tròn bổn phận đối với hai huynh đệ nhà này phó nguyệt có thể cảm nhận được bọn họ đi tới vân kinh diệp trạch muốn bồi dưỡng cháu ngoại cũng không có gì đáng trách sự thịnh vượng và phồn hoa sẽ được bổ khuyết vào cuộc sống bình đạm hàng ngày của bọn họ trăm hoa đua nở làm mê mắt người liệu tiêu thái có vẫn luôn là tiêu thái như thế này không ánh mắt nhiệt tình của phó nguyệt vẫn luôn dừng lại ở trên khuôn mặt tiêu thái mặc dù tiêu thái nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hắn mở to đôi mắt hơi ngái ngủ cuối đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của phó nguyệt sao còn không đi ngủ phó nguyệt nhẹ giọng nói cửu cửu muốn giữ chàng ở lại vân kinh à ừ không chỉ có ta mà là cả nhà chúng ta vậy a à, thái ca chàng có muốn ở lại không chuyện này chẳng phải bọn họ đã sớm nói ổn thỏa rồi còn gì tiêu thái hơi nghi hoặc chúng ta đang để một mình thạch dương gánh vác cửa hàng chẳng phải cũng vì chuyện này sao đã hẹn năm sau trở về rồi còn gì phó nguyệt nhìn tiêu thái một lát mới hỏi tiếp trước hết tạm không suy xét đến chuyện của cửa hàng và ở trong thôn chàng có muốn ở lại vân kinh không a giảng có thể học ở quốc tử giám chàng cũng có thể có một tiền đồ tốt hơn có tiền đồ tốt hơn liệu có muốn lấy thêm những thê thiếp khác như bao nhà cao cửa rộng khác không trong đầu phó nguyệt liền trào dân sống sâu bảo tố chính mình lại tự làm mình ghen tuông tiêu thái nhìn về phía nàng với ánh mắt sâu sắc hỏi ngược lại tiểu nguyệt muốn ở lại không Phó Nguyệt châm trước nói, ta vẫn luôn thích cuộc sống đơn giản, ăn no mặc ấm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta rất hài lòng với cuộc sống sinh hoạt ở thành Thạch Châu. Nếu chàng muốn ở lại, cả nhà chúng ta ở lại cũng được. Chẳng qua cuộc sống sinh hoạt sẽ thêm chút phong ba mà thôi, đi bước nào thì tính đến bước đó vậy. Tiêu Thái quan sát kỹ lưỡng nét mặt của Phó Nguyệt, Phó Nguyệt ngước khuôn mặt lên, cười một cách dịu dàng, chưa hề lộ ra bất cứ dự định nào ở trong lòng. Tiêu Thái lại thở dài, một lần nữa ông chặt nàng vào trong ngực tiểu nguyệt chuyện trong nhà ta đều nghe lời nàng nàng muốn trở về chúng ta sẽ trở về nàng muốn ở lại thì chúng ta sẽ ở lại tự mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày của chính mình một lần nữa không cần vì ta mà nàng tự gượng ép chính mình phó nguyệt ông chặt cánh tay tiêu thái sau một lúc lâu nàng mới thấp giọng tất tiếng được cuộc sống cứ tiếp diễn nghĩ nhiều cũng vô ích ngày hôm sau tề đồng liền gửi danh thiếp vào trong cung mời lão ngự y quen khám tới nhà Lão ngự y xem qua mạch của mọi người tiêu gia. Thân thể của mọi người tiêu gia đều khỏe mạnh, chỉ có tiêu giản hẳn là bị tật chứng từ lúc còn trong bụng mẹ mà ra, cũng may trải qua lúc trước điều dưỡng, về sau chỉ hơi yếu mà thôi. Nhưng mà cũng không cần uống thuốc, con nít hoạt động nhiều thân thể là khỏe mạnh trở lại. Mọi người trong tiêu gia cùng tề đồng đều nhẹ nhàng thở vào một hơi. Tiễn ngự y xong, tề đồng cười nói, thân thể A giảng vẫn ổn, vậy thì về sau cứ cùng thiên trung đi học và tập võ đi hai huynh đệ ở cùng với nhau cũng không cô đơn. Diệp Thiên Trung gật mạnh đầu, để con dẫn biểu đệ đi chơi. Trước cuộc hắn cũng đã có một người thân cận làm bạn chơi cùng rồi. Đi đi đi, ta dẫn đệ đi giáo trường tìm các sư phụ chơi nha. Diệp Thiên Trung kéo tiêu giản muốn chạy ngay ra ngoài. Tiêu giản vội vàng quay đầu lại nhìn tẩu tử cậu bé. Phó Nguyệt cũng không ngăn cản chuyện của tụi nhỏ, Diệp Thiên Trung dẫn tiêu giản đi có thể giúp cậu bé càng hoạt bát hơn một chút, cho nên nàng cười nhìn tiêu giảng gật gật đầu. Thấy tẩu tử đồng ý cho mình đi chơi, cơn mãi lòng tiêu giảng trỗi dậy. Thiên trạch biểu ca nói, trong phủ có rất nhiều đồ vật chơi vui mà cậu bé còn chưa từng nghe nói đến. Chỉ trong chớp mắt, hai đứa nhỏ đã chạy mất dạng. Tề đồng nhanh chóng nói với Trung Tình, ngươi sai mấy cả sai vặt để ý hai đứa trẻ này. Với tính tình kia của Thiên Trung, đừng để nó mang theo A Giảng chơi quên trời đất. Ngày thường trêu chó bắt mèo, leo lên nóc nhà lật ngói, hiện tại có người chơi dạy cùng nhau nàng thật sự sợ tiểu bá vương kia sẽ lật tung cả phủ lên đến lúc đó trạch ca trở về lại phải dùng côn bổng dạy dỗ kiểu gì cũng khóc lóc và tu tréo ván trời cho mà xem khuôn mặt chung tình tràn đầy ý cười ngẫm lại sự tích quan vinh của thiếu gia nhà mình liền biết công chúa đau đầu vì cái gì nô tỳ sẽ phái người đi nhìn chút nhanh đi đi trong hậu viện đều là nữ quyến tiêu thái chỉ ngồi một lát liền lui ra Phó Nguyệt cùng thạch bà bà ôm nhu nhu ở lại. Tề đồng thèm bế đứa bé, hết sức hứng thú mà ôm nhu nhu chơi một hồi lâu, nàng còn nói với Phó Nguyệt hai ngày nữa sẽ tiến hành việc tế bái từ đường. Quy trình cũng không rườm rà lắm, chẳng qua mỗi nơi đều có quy củ riêng, Phó Nguyệt cẩn thận lắng nghe, nhớ hết những lời nói của Tề Đồng. Chờ tới ngày tế bái, Diệp Trạch dẫn Tiêu Thái, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giảng, Phó Nguyệt ôm nhu nhu đi theo Tề Đồng, chính thức đi tế bái bà ngoại. Như thế, Mặc dù ở trong mắt người ngoài, cả nhà tiêu thái chỉ được dũng nghị công nhận kết nghĩa, nhưng chẳng ai dám coi kinh bọn họ. Có thể được quốc công gia cùng công chúa tự mình dẫn đi từ đường khai tông tế bái, điều đó đủ để chứng minh không phải là loại kết nghĩa thông thường. Trong lúc nhất thời, mọi người tiêu gia đi lại ở trong phủ, thậm chí cả thạch bà bà đều được đám nô tỳ cung kính đối đãi lễ phép. Hai huynh đệ tiêu thái cùng với thạch bà bà cũng không cảm thấy có gì bất đồng so với trước, chỉ có phó nguyệt tận mắt thấy và cảm nhận được. Sau khi tế bái xong, Diệp Trạch tìm người đưa Tiêu Giảng vào quốc tử giám. Tiêu Giảng đã học vỡ lòng, những đứa trẻ tầm tuổi bọn chúng đều ở chung một chỗ đọc sách, hơn nữa lại có Diệp Thiên Trung mỗi ngày đi cùng, Tiêu Giảng đã mạnh dạn hơn mà đi ra khỏi sau lưng ca ca và tẩu tử. Mọi gió thổi cỏ lay gì ở Vân Kinh đều có vô số ánh mắt nhìn vào xăm soi. Tiêu Giảng là gương mặt xa lạ, lại nghe nói chẳng qua là kết nghĩa của dũng nghị công phủ, cho nên đám trẻ quốc tử giám đương nhiên vừa tò mò vừa coi khinh cậu bé diệp tu huy dẫn theo vài người đứng chặn trước mặt tiêu giảng từ trên cao nhìn xuống khinh miệt nói ngươi chính là tiêu giảng à nghe nói nhà hắn thuộc loại người xa cơ thất thế chẳng qua là nhận kết nghĩa với một nhà tốt nên ôm đùi dũng nghị công phủ đó thật vậy à diệp thiên trung ngươi mau tới đây chúng ta đừng chơi cùng người xa cơ thất thế đáng tiếc tiểu bá vương diệp thiên trung không hổ với biệt hiệu này của hắn tiêu giảng còn đang ngây ngốc không nghe hiểu mấy người kia nói gì Diệp Thiên Trung đã không nói hai lời xông thẳng đầu vào mặt người vừa mở miệng kia. Không may người nọ lại chính là Diệp Tu Huy, cháu đích tôn một đời của Sương Bình Bá phủ. Nếu thật sự muốn nói về quan hệ, hắn mới là đường ca ruột của Diệp Thiên Trung. Chẳng qua hai nhà thời trẻ đã đoạn tuyệt quan hệ, gia thế của Dũng Nghị công phủ hưng thịnh, Sương Bình Bá phủ không thể dây dưa và trêu chọc vào. Diệp Thiên Trung tình nguyện mang theo các tiểu công tử nhà khác chơi cũng không mang theo hắn, Diệp Tu Huy đã sớm ghen ghét không thôi giờ phút này biết một kẻ tùy tiện nhận kết nghĩa đều được diệp thiên trung che chở mặc kệ tiêu giảng là bộ dáng gì tính cách gì diệp tu huy đã ghét bỏ rồi hai bên bọn họ không vừa mắt nhìn nhau đây cũng không phải là lần đầu nháo sự đánh nhau đám người dương hiền lâm là bạn chơi cùng diệp thiên trung đang đứng ở chung quanh cũng không nói hai lời cùng lao vào đánh lộn tiêu giảng nào đã gặp cảnh chiến đoàn đánh nhau hỗn loạn thế này nhất thời sững sờ tại chỗ nhưng thấy biểu ca bị người đánh hắn nắm chặt tay lại học theo tư thế của Diệp Thiên Trung vọc lên. Không được đánh biểu ca hắn. Tiêu giản chưa từng dùng đến quyền cước, chỉ có thể múa may nắm tay nhỏ lung tung để gia nhập vào trong trận đánh. Quả nhiên, cậu bé còn chưa đánh được tới người khác, đã bị một bàn tay không biết từ chỗ nào duỗi tới đẩy ngã mạnh xuống đất. Diệp Thiên Trung quát mắt thấy tình cảnh này, hắn tung một cú đấm vào mắt phải Diệp Tu Huy, để hai mắt hắn đồng loạt thâm tím đối xứng với nhau. Sau đó bò dậy đẩy mọi người ra, che chở trước mặt tiêu giảng hắn nhìn về phía mấy kẻ đã quen thói ăn no rửng mở thèm ăn đòn kia gần giọng nói chúng ta đánh nhau theo quy củ cũ không được nói cho người nhà thắng thua tự mình chịu trách nhiệm nhưng trong số các ngươi không cho phép ai được đụng đến biểu đệ tiêu giảng của ta nương hắn nói biểu đệ a giảng từ nhỏ thân thể không tốt không thể chơi đùa ầm ĩ như bọn họ biểu đệ a giảng mới đến chưa được lâu đã bị bắt nạt nếu cha mẹ biết liệu sau này có cho chính mình chơi cùng biểu đệ a giảng hay không nghĩ vậy Diệp Thiên Trung vừa tức vừa sợ hãi. Hắn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội Diệp Tu Huy, sau đó quay đầu lại quan tâm nói: "A giảng, đệ ngã thế nào? Có đau không?" Tiêu giảng chống mặt đất bò dậy, đi đến bên người Diệp Thiên Trung để hắn nhìn phía sau chính mình, Thiên Trung biểu ca, đệ không sao hết. Nhưng mà quần áo bị cỏ rách rồi. "Người không sao là được. Đệ cứ đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, để ta giải quyết." Tiêu giảng gật gật đầu, nghe lời mà đứng bất động tại chỗ. Trong khi hai huynh đệ nhà này nói chuyện, người của hai phe đang cuốn lấy nhau đều tách ra. Dương Hiền Lâm đi tới vỗ vỗ đầu đệ đệ mới tới này, được rồi, dựa vào việc ngươi vừa mới dám xông lên cùng chúng ta ngăn địch, cho nên Dương Hiền Lâm ta công nhận ngươi làm đệ đệ. Diệp Thiên Trung tức giận mà đẩy bàn tay mập mạp của Dương Hiền Lâm ra, đừng nhận đệ đệ lung tung, tiêu giản là biểu đệ của ta, là của Diệp gia chúng ta. Dương Hiền Lâm cực nhã mà thò đầu qua, hai ta làm gì mà phân biệt, đệ đệ ngươi cũng chính là đệ đệ của ta ngươi có cả một đống đệ đệ rồi về nhà mình tự nhận lấy đi còn hắn thì chỉ có một đệ đệ này thôi thiên trung ca còn đánh nữa hay không tiểu tử dịp tu huy kia muốn bỏ chạy một người khác đứng ở bên cạnh hỏi dịp thiên trung giỏi mắt nhìn qua quả nhiên đám người dịp tu huy kia không chiếm được lợi lộc gì giờ phút này đã muốn bỏ chạy nhìn lại canh giờ đã sắp đến lúc tan học rồi Diệp Thiên Trung trợn mắt lường đám người kia, mở miệng nói, mỗi lần đều không đánh lại được chúng ta nhưng lần nào cũng đều do bọn họ gây chuyện trước, thật bực mình. Chúng ta cũng đi, phu tử đang chờ ở học xá. Nói xong, cả đám người vây quanh bọn họ trở về. Đều là đám trẻ thuộc nhà quyền quý, phu tử thấy chỉ có mấy đứa trong số bọn họ nghịch ngợm va chạm một chút nên coi như không thấy. Sau giờ học, Diệp Thiên Trung liền lôi kéo tiêu giảng chạy vào phòng cậu bé. Tiêu giảng chạy trốn không nhanh bằng hắn, bị hắn kéo đến mức nghiêng ngã lão đảo, thở phì phò hỏi hắn, Thiên Trung biểu ca, ca muốn làm gì thế? Diệp Thiên Trung có kinh nghiệm lão luyện, chỉ huy tiểu nha hoàng lấy một bộ sim y tới cho tiêu giảng thay, để nhanh chóng thay quần áo đi, đừng nói cho cha mẹ và biểu ca, biểu tẩu biết chuyện chúng ta đánh nhau. Bằng không bọn họ sẽ không cho chúng ta chơi với nhau. Tiêu giảng thích chơi cùng Thiên Trung biểu ca, Thiên Trung biểu ca biết rất nhiều thứ, rất nhiều đồ vật mà cậu chưa từng thấy, còn biết võ công, nhận biết nhiều chữ hơn so với cậu bé. Nghe Diệp Thiên Trung nói như vậy, tiêu giảng sợ hãi tự bịt kín miệng mình, sau đó lại vội vàng duỗi tay để nha hoàng tỷ tỷ thay quần áo cho hắn. Chuyện xảy ra hôm nay nhất định không thể nói. Cậu còn muốn chơi cùng Thiên Trung biểu ca nữa. Vâng, vâng, Thiên Trung biểu ca, đệ đã đổi xong rồi. Tiêu giảng học một biết ba, còn nhanh trí mà sai nha hoàng tỷ tỷ giấu quần áo mà cậu bé làm hỏng đi, tránh để cho người phát hiện. Diệp Thiên Trung vừa lòng gật gật đầu, như vậy thì chắc không ai biết hắn mang a giảng biểu đệ đi đánh nhau rồi. Trầm. Ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng vang lớn. Giọng nói hùng hậu của Diệp Trạch vang lên, "Diệp Thiên Trung, ngươi cút ra đây cho ta. Ai bảo ngươi cả ngày gây chuyện, lại còn dám mang a giảng đánh nhau, giỏi quá rồi." Diệp Thiên Trung run run theo phản xạ có điều kiện, Tiêu Giảng cũng sợ tới mức trốn đến sau lưng hắn. Tiêu Giảng thấp thỏm hỏi: có phải là người lớn đã biết chuyện rồi không? Bọn họ muốn tách chúng ta ra sao? Diệp Thiên Trung nhìn đệ đệ đáng thương đang sợ hãi, dũng khí của một người làm ca ca đột nhiên sinh ra, đệ đừng sợ. Là cha ta tới, ta. Một mình ta làm một mình ta nhận, để ta chịu tội. Trong mắt Tiêu Giản dần dần tích tụ nước mắt, không, là Thiên Trung ca ca giúp đệ mới thế. Sau trận đánh nhau, Hiền Lâm ca ca nói cho cậu biết, đám người kia nói những lời ấy là đang mắng cậu. Thiên Trung ca ca giúp cậu rút giận mới ra tay. Thằng nhãi con, còn không nhanh ra đây hả? Ngoài phòng, Diệp Trạch cầm theo cây gậy thô thường dùng, bị tiêu thái bất đắc dĩ ngăn lại ở bên ngoài. Ban đầu bọn họ đang ở thư phòng nói chuyện, đột nhiên ngô thúc mang theo gã sai vặt của Diệp Thiên Trung tới hồi bẩm, nói về chuyện Diệp Thiên Trung và tiêu giảng đánh nhau ở học đường. Lúc ấy tiêu thái nghe được cũng sững sờ tại chỗ. Tiêu giảng ngoan ngoãn của nhà hắn còn biết đánh nhau sao? nhìn thấy bộ dáng của cháu ngoại lớn, nghĩ đến cháu ngoại út ngoan ngoãn, Diệp Trạch chỉ cảm thấy cái mặt già của chính mình nóng rang lên. Nhất định là thằng nhãi Diệp Thiên Trung này gây ra chuyện rồi. Đám cháu ngoại mới đến không lâu đã không có được một ngày yên ổn. Hắn tức giận đến mức cầm ngay cây gậy trong thư phòng chuyên dùng để dạy dỗ Diệp Thiên Trung mà đi tìm hắn. Kỳ thật cây gậy này cũng chỉ để dọa người mà thôi. Đứa nhỏ Diệp Thiên Trung này tính tình tuy nghịch ngợm, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu hại mình hại người gì. Hơn nữa lại có công chúa cùng tỷ tỷ hắn che chở, Diệp Trạch chỉ có thể ngẫu nhiên cầm cây gậy hù dọa hắn, may mà Diệp Thiên Trung cũng sợ cha hắn, có thể kiềm chế được. Nhìn thấy bộ dáng tức giận như muốn học máu của cửu cửu, tiêu thái hết cách rồi, chỉ phải theo kịp ngăn ông lại. Dạy dỗ con nít cũng không thể dùng cây gậy thô như vậy, nó còn to hơn cả ngón tay của tiêu giảng. Cửu cửu, cửu đừng vội, để đám trẻ tự mình nói rõ ràng là chuyện như thế nào phòng ở của tiêu giảng được mở ra diệp thiên trung trưng ra bộ dáng anh dũng thà chế tê không lui hắn nhắm hai mắt vừa đứng vừa la lớn cha con sai rồi là tại con không bảo vệ tốt a giảng biểu đệ cha phạt con đi tiêu giảng nhìn thấy cây gậy thô trong tay cửu cửu mang theo kia sợ tới mức nấc lên một cái lập tức nước mắt như bị chém đứt từng giọt từng giọt như hạt ngọc lăn xuống hắn chạy tới ôm lấy đùi ca ca khóc lóc cầu xin cho dịp thiên trung hu 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 là tại cái tên vô lại kia mắng cháu trước thiên trung ca ca mới giúp cháu trút giận ca 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 bảo cửu cửu đừng đánh thiên trung ca ca đừng tách chúng đệ ra đệ còn muốn chơi với thiên trung ca ca nữa tiêu thái thấy bộ dáng gào khóc bi thảm của đệ đệ ngồi xổm người xuống một tay đỡ lấy tiêu giảng một tay lấy khăn ra lau nước mắt cho hắn đừng khóc để cứ nói rõ ràng chuyện xảy ra hôm nay trước đã Tiêu giản khóc đến mức không kiềm chế được, còn muốn ôm lấy ca ca. Gặp phải chuyện này, tiêu giản theo phản ứng bản năng chính là tìm kiếm ca ca. Hai huynh đệ sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, mặc kệ là mưa to bão lớn, chỉ cần ở bên cạnh tiêu thái thì đều có cảm giác an toàn nhất. Tiêu thái ngăn cơ thể nhỏ bé đang dựa sát vào thân mình lại, giọng nói cứng rắn, động tác lau nước mắt cho tiêu giản vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, đứng lên đi. Nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện gì chỉ khóc thì không thể giải quyết được vấn đề để muốn cầu xin cho thiên trung thì trước hết phải nói rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện diệp trạch cũng cúi đầu đánh giá thằng nhãi con đang quất ức khóc trống lên của mình nhìn thấy bộ dáng hắn khóc đến đau lòng muốn chế tê như vậy diệp trạch thật sự hoài nghi có phải đã oan uổng bọn họ hay không thằng nhãi con diệp thiên trung kia sau khi lớn lên một chút mỗi lúc gây chuyện gặp rắc rối bị phạt chưa bao giờ khóc đánh đau mặc dù có nước mắt ngấn trong hốc mắt hắn cũng cắn răng chịu đựng Diệp Trạch rất vừa lòng đối với việc thằng nhãi này vừa kiên cường vừa có thể nhẫn nhịn. Nam Nhi Diệp gia phải đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ lệ. Nhưng mà, thằng nhóc tiêu giảng ngoan ngoãn như vậy sao có thể khóc chứ? Ông còn chưa động đến cái móng tay của hai đứa mà. Vâng. A giảng không khóc, A giảng nói cho ca ca cùng cửu cửu. Tiêu giảng nghe thấy ca ca nói, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía cửu cửu Diệp Trạch. Hôm nay ở học đường, có một tên vô lại cùng đám bạn chơi của hắn mắng A Giảng là người xa cơ thất thế, ôm đùi, không cho đám người thiên trung ca ca dẫn cháu đi chơi. Hiền lâm ca ca nói những lời hắn nói không hay. Sau đó thiên trung ca ca liền ra mặt thay cháu đánh bọn họ. Tiêu giảng lại vội vàng bổ sung nói, thiên trung ca ca cũng bị đánh. Đám vô lại kia cũng đánh người mà. Diệp thiên trung vẫn luôn cúi đầu đứng ở một bên, nghe tiêu giảng nói như vậy, cảm giác hơi mất mặt ấp úng nói, sức của hắn như con kiến hôi, còn lâu mới đánh lại được ta. Tiêu giảng đang học nói, lời của những người đó đến tột cùng là có ý gì thì cậu vẫn còn chưa hiểu. Diệp Trạch và Tiêu Thái vừa nghe xong liền hiểu rõ. Chuyện Dũng Nghị công phủ nhận kết nghĩa không hề rêu rao khoe khoang nhưng cũng không che giấu, những nhà tin tức nhanh nhạy một chút đều nghe phong phanh được. Có điều không ngờ rằng nhanh như vậy đã có người nói bừa bãi ở sau lưng, còn để con nít biết được. Đối với việc chỉ có thể nhận đám cháu ngoại ruột làm kết nghĩa, Diệp Trạch vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho hai người bọn họ. Giờ lại nghe tiêu giảng nói như vậy, Diệp Trạch tức giận đến mức nắm chặt gậy gỗ trong tay. Ông nhìn về phía con mình, thấp giọng hỏi nói, nhà ai? Diệp Thiên Trung, Sương Bình Bá Phủ. Tiêu thái cục con ngươi xuống, ông đệ đệ vào lòng nhẹ nhàng lau khô khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Lại là bọn họ. Trong lòng Diệp Trạch chợt dâng lên lửa giận nhưng mà cái nhà đó chẳng càng rỡ được lâu nữa, Diệp Trạch áp lửa giận trong lòng xuống, tính toán xem dạy dỗ con mình thế nào. Một giọng nữ nhân khí phách đột nhiên truyền đến từ sau lưng, đáng đánh. Công chúa Trong viện đám người Diệp Trạch và Tiêu Thái quay đầu lại, trưởng công chúa mẫn nhạc tề đồng dẫn theo người bước tới. Đồng thời Phó Nguyệt cũng từ phòng bếp nhỏ của hậu viện đi ra. Tề đồng nghe được tin từ gã sai vặt mới mang theo người vội vàng mà tới, lo lắng Diệp Thiên Trung lại bị cha hắn phạt phó nguyệt vừa mới ở phòng bếp nhỏ làm điểm tâm cho mọi người lúc trước không có việc gì tiêu giảng lại nhớ điểm tâm trong nhà phó nguyệt liền ra tay làm một chút sau khi người trong phủ được hưởng qua đều khen ngợi được mọi người thích lúc phó nguyệt rảnh liền làm một ít món mới với nhiều chủng loại cho mọi người thưởng thức tiếng khóc của tiêu giảng ở tiền viện dọa phó nguyệt giật nảy mình nàng chưa bao giờ nghe thấy tiêu giảng khóc đến bi thảm như vậy cho rằng xảy ra chuyện gì vội ném việc trong phòng bếp xuống để chạy tới đây vừa vặn khi ấy tề đồng cùng phó nguyệt vào trong viện nghe được tiếng nói non nớt đức quản của tiêu giảng trình bày rõ ràng từ đầu đến cuối tề đồng lạnh mặt đi lên phía trước tới xương bình bá phủ khinh nhục con ta ta còn muốn đi hỏi bọn họ một chút xem cách dạy dỗ con cháu trong phủ bọn họ là như thế nào diệp thiên trung thấy nương mình ủng hộ mình liền ưỡng bộ ngực nhỏ lên diệp trạch thấy hai mẹ con bọn hắn thở dài quay đầu lại nói với con mình thiên trung cha đã từng dạy dỗ tập võ là để thân thể khỏe mạnh rắn rỏi, bảo vệ quốc gia, chứ không phải ý vào sức lực, đầu to tay lớn mà đi bắt nạt những người không bằng con. Gặp được chuyện gì chỉ biết ra tay giải quyết, đó là hành vi của kẻ mãn phu. Hơn nữa việc hôm nay cũng là do con ra tay trước, bản thân có lỗi như vậy con có thừa nhận không? Diệp Thiên Trung lén đánh giá khuôn mặt nghiêm khắc của Diệp Trạch, gục đầu xuống nhận lỗi, con nhận. Là do con không nghe lọt tai liền ra tay trước. Diệp Trạch, con lấy thân hành động để bảo vệ đệ đệ là công, ra tay trước nên mang tiếng đánh người là lỗi, đều có ưu khuyết điểm, phạt con đi đến giáo trường đứng tấn 15 phút, sau đó nghĩ lại thân phận của con viết một phần thư hối lỗi cho ta. Con hiểu rồi. Diệp Thiên Trung hữu khí vô lực mà đáp. Lúc này cha không đánh hắn, hắn nên cao hứng, nhưng đứng tấn còn được, hắn có thể kiên nhẫn, nhưng sao lại phải viết thư hối lỗi chứ? Diệp Trạch trừng phạt, tề đồng không có dị nghị gì. Mặc dù nàng cho rằng con trai mình không làm sai gì, nhưng Diệp Thiên Trung vốn là thế tử dũng nghị công, con của trưởng công chúa, cháu ngoại ruột của bệ hạ, bản thân hắn gánh trên lưng ánh mắt của thế nhân và nghị luận. Nếu hành động tệ hơn chút nữa thì có lẽ sẽ hại người hại mình. Nhìn cháu ngoại nhỏ còn ngây thơ, Diệp Trạch nghĩ nên phạt cậu bé như thế nào đều không mở miệng được. Diệp Trạch không trừng phạt, Tiêu Thái lại mở miệng nói, A giảng, trả thù đánh nhau là hành vi sai lầm. Huống chi, để xông lên không chỉ không đã thương được người khác, ngược lại làm chính mình bị ngã. Tiêu Giản nâng tay nhỏ lên che lại khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Sau này cậu muốn đi theo Thiên Trung ca ca cùng luyện võ để không còn chuyện không đánh lại đám vô lại nữa. Tiêu Thái kéo bàn tay nhỏ của cậu bé xuống, nhìn vào đôi mắt cậu bé nói, Thiên Trung bị phạt đứng tấn, đệ cũng bị phạt đứng cạnh đệ ấy. Sau đó lại viết một phần thư hối lỗi nói cho ca ca, về sau nếu gặp lại tình huống này thì nên làm thế nào? Làm thế nào ạ? À? Tiêu giảng không biết, hỏi ca ca. Cậu chưa từng viết thư hối lỗi mà. Chuyện này phải chính A giảng suy nghĩ. Viết thư hối lỗi như thế nào thì đệ đi học hỏi thiên trung. Diệp thiên trung đi tới giữ chặt tiêu giảng, A giảng đệ cứ yên tâm, ta quen viết thư hối lỗi rồi. Ta dạy cho đệ nhé. Diệp trạch nhướng mày, thằng nhóc thúi này còn rất tự hào kìa. Kế tiếp, Diệp Trạch mang theo hai tên nhóc này đi tới giáo trường chịu phạt, tề đồng cùng Phó Nguyệt nói vài câu rồi cũng đi. Phó Nguyệt cười nhìn Tiêu Thái, thật sự muốn phạt A Giảng viết thư hối lỗi sao? Tiêu Thái nhún nhún vai. Quả nhiên, ngày hôm sau liền có ngự sử nắm được chuyện hôm qua Diệp Thiên Trung dẫn người đánh nhau mà dân một bản tấu dũng nghị công và đám người đoan minh hầu. Ngôn từ vạch tội nặng nề không chịu nổi, trong phủ không có cách dạy con. Nhà xương bình bá phủ lại bị coi là nhỏ bé đáng thương bị bắt nạt. Không cần Diệp Trạch mở miệng, đã có quan viên của nhà đứa trẻ hôm qua đi theo Diệp Thiên Trung đánh người ra mặt phản bác. Diệp Trạch chẳng thèm liếc mắt đám người xương bình bá phủ đang tức tím mặt kia một cái, dân thư hối lỗi của Diệp Thiên Trung cho bệ hạ xem. Tề trước vốn không kiên nhẫn mấy chuyện trẻ con này, nhìn thư hối lỗi của cháu ngoại nhỏ, ngược lại nở nụ cười. May mà ngôi vị hoàng đế ở phía trên cao nên không ai dám nhìn trộm thánh nhang. Diệp Thiên Trung kinh nghiệm phong phú, viết thư hối lỗi nghiêm chỉnh, trật tự rõ ràng. Đầu tiên là chân thật ghi chép lại trật tự những xung đột giữa hai bên đã qua, sau đó nghĩ lại chính mình mặc dù vì bảo hộ biểu đệ cũng không nên chủ động ra tay sau đó giả thiết nếu gặp lại tình huống này một lần nữa hắn sẽ dùng tài hùng biện để đưa ra các lý lẽ phản bác lại bắt lấy đám vô cớ sinh sự đưa cho phu tử phân xử và phạt lỗi phu tử không phân xử được thì hắn còn có hoàng đế cửu cửu làm chủ hoàng đế cửu cửu anh minh thần võ bao dung cái thiện diệt trừ cái ác nhất định có thể chủ trì công bằng cho hắn đoạn này tóm tắt lại cũng phải đến trăm chữ với ngôn từ nịnh hót Số lượng chữ còn nhiều hơn cả đoạn tổng kết hối lỗi ở phần trên. Đương nhiên, đoạn cuối cùng hắn còn giảng lược đề ra một câu, nếu có người trực tiếp ra tay, hắn cũng không sợ nên địch phản kích. Tề trước nhìn tờ giấy mà cháu ngoại viết với tình ý chân thành, dở khóc dở cười. Cái tên tiểu bá vương dẻo miệng láo cá này. Được rồi, ai bảo ông là hoàng đế cửu cửu anh minh thần võ, bao dung cái thiện, diệt trừ cái ác chứ. Còn về phía người là ngọn nguồn gây ra chuyện này là Tiêu Giản ông cũng biết là con cháu của người phương nào. Diệp Trạch đã sớm dân thư lên nói rõ. Năm đó toàn bộ hành trình việc Diệp Trạch vì muội muội ruột thịt mà nổi điên đoạn tuyệt quan hệ đã được ông tận mắt chứng kiến. Diệp Trạch không chỉ là tùy tướng luôn bên cạnh ông không màng sinh tử trên chiến trường mà còn là chồng của muội muội duy nhất của ông. Đối với xương bình bá phủ chẳng làm nên trò trống gì chỉ biết ăn bám vào tổ tông che chở, tề chứ không có ấn tượng tốt gì. Trên đại điện phe phái hai bên đã ồn ào đến mức loạn xị bát nháo hết cả lên. Tề trước tức giọng sang sảng nói, khiến các đại thần đang cãi cọ hăng như gà chọi lập tức an tĩnh lại để nghe thánh ý. Nghe thấy lời nói của chư vị đại thần, trẫm đã hiểu được ngọn nguồn trong đó. Chuyện giữa đám con nít thì cứ để bọn nhỏ giải quyết. Cháu của Sương Bình Bá là Diệp Tu Huy khi nói năng không lựa lời phê bình người khác thì để bọn họ nhận lỗi. Con của Dũng Nghị Công là Diệp Thiên Trung ra tay đánh trả khiến tổn thương người khác, nhưng nể tình là do nóng lòng bảo vệ đệ đệ, phạt dũng nghị công phủ chịu trách nhiệm trả phí khám cho người bị thương. Tuy lần này là do tranh chấp cãi cọ giữa đám con nít với nhau, nhưng người xưa có câu, con mất dạy là lỗi của cha. Mong rằng lời nói và việc làm của chư vị đại nhân đều mẫu mực, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thần, tuân chỉ. Mọi người đáp. Bệ hạ nhìn như là đánh mỗi bên 50 gậy, nhưng lắng nghe kỹ trong câu nói thì biết ông vẫn bất mãn với đám người dịp tu huy chủ động mở miệng gây chuyện đặc biệt là câu cuối cùng kia nhấn mạnh lời nói và việc làm đều phải mẫu mực rốt cuộc là để vị đại nhân nào chú ý chính mình chứ mà dũng nghị công phủ chẳng qua chỉ bồi thường một chút tiền bạc nhà bọn họ như vậy còn thiếu chút tiền khám bệnh này sao trong lúc nhất thời mọi người trên triều nhìn về phía đám người xương bình bá với ánh mắt rất vi diệu Sương Bình bá lặng lẽ trợn mắt liếc về phía nghiệp chứng con vợ lẽ ở trước mặt, sau đó tím mặt cúi đầu. Mà những nhà có con cháu đi theo Diệp Tu Huy bị răng dậy liên lụy cũng thầm hận mà nhìn về phía Sương Bình bá. Bọn họ không dám chọc dũng nghị công, nhưng bọn hắn có thể tìm Sương Bình bá phủ để trách tội mà. Chọn quả hồng mềm mà bóp. Trở về phải báo cho con cháu trong nhà, về sau không được chơi thân với Diệp Tu Huy của Sương Bình bá phủ nữa ở trước mặt bệ hạ mà treo tên tuổi hư hỏng gây chuyện sinh sự như thế về sau nào còn hy vọng gì để vào triều thăng quan tiến chức tề trước nếu không có việc gì nữa thì bãi triều đi cung tiễn bệ hạ sau khi bãi triều các vị đại nhân tụng năm tụng ba lại mà đi ra khỏi đại điện xương bình bá đen mặt đi ngang qua người diệp trạch vung tay áo tức giận hậm hực một tiếng mắng nghiệp chướng sau đó liền nhanh chóng rời đi hôm nay ông đã mất hết mặt mũi rồi Diệp Trạch bình tĩnh, phản phất như không nghe thấy gì, chỉ tập trung nói với cấp dưới về chuyện công vụ trong phủ. Những người còn lại đi theo Sương Bình Bá phủ xấu hổ nghĩ, chuyện này vốn là chuyện của hai phủ Diệp gia, kết quả lại liên lụy bọn họ, vì thế càng hận Sương Bình Bá phủ. Tại Sương Bình Bá phủ, Diệp Tu Huy ở nhà bị gia gia cùng cha liên tiếp răng dậy đánh cho hai trận đòn. Thương tích càng chồng chất, dưỡng thương càng lâu thêm, bởi vậy Dũng Nghị công phủ lại bồi thường thêm một chút phí khám mà sau khi Diệp Thiên Trung biết việc này, cười đến mức ngã rũ rượi vào người tiêu giảng, nói thẳng tiền này coi như là đại gia thưởng cho hắn uống thuốc. Thế mà khéo thay đúng lúc ấy Diệp Trạch tới thư phòng, ngươi là đại gia của ai? Vui quá hóa buồn, Diệp Thiên Trung lại phải viết thêm một phần thư hối lỗi. Ngày hôm nay, tiêu thái xoa mồ hôi từ giáo trường đi ra. Diệp An thò đầu qua cuối người nói, biểu thiếu gia, đã hỏi thăm rõ ràng, cứ khoảng 10 ngày chu nương tử sẽ đi ra ngoài phủ chọn mua ít đồ, Tiêu Thái dừng bước chân lại, nhìn về phía hắn, thấy rõ ràng không, không nhận sai người chứ. Chúng ta phái người ở hậu viện Triệu phủ theo dõi hồi lâu, sau đó đuổi kịp bọn họ đi tới cửa hàng hỏi thăm rõ ràng. Là Chu nương tử, người hầu của Triệu phủ, làm việc ở phòng bếp. Diệp An gãi gãi đầu, ta đối chiếu với bức họa mà ngài đưa cho, rất giống với Chu nương tử này. Hơn nữa chúng ta hỏi thăm, người ta nói chỉ có một nương tử họ Chu đi ra ngoài chọn mua đồ, đoán rằng chính là nàng ta. Có điều vẫn cần ngày đi nhận mặt. Tiêu Thái gật gật đầu, nàng ta gần đây khi nào ra phủ, chúng ta sẽ đi gặp. Diệp An vội vàng báo cáo thời gian mà bản thân dò hỏi được, cửa hàng kia nói, trước đó bọn họ hẹn ngày giao đồ là ngày 16 sẽ tới lấy. Chúng ta chờ ở quán rượu liền kề cửa hàng là có thể gặp được. Tiêu Thái nhớ kỹ ngày tháng, lấy 10 lượng từ túi tiền bên hông ra đặt vào tay Diệp An. Diệp An cầm tiền bạc mà chân tay luống cuống sao tiểu nhân có thể lấy tiền bạc của biểu thiếu gia chứ mấy ngày nay các ngươi vất vả giúp ta tìm người ngươi cầm đi dẫn bọn họ đi uống mấy vò rượu ăn bữa cơm giải lao số tiền còn dư lại thì cho ngươi tiêu thái ấn tay hắn xuống bổn phận của tiểu nhân là thay biểu thiếu gia làm việc việc này cho thì ngươi cứ nhận lấy đi ngô thúc sẽ không trách ngươi từ sau khi bọn họ sống yên ổn ở dũng nghị công phủ phó nguyệt liền vướng bận suy nghĩ tìm người của triệu phủ để tìm hiểu tin tức của triệu vân liên nếu nàng dùng thân phận nha hoàng của triệu vân liên trước kia tới cửa chỉ sợ cửa lớn của triệu phủ cũng chẳng thèm mở ra cho nàng chứ đừng nói là đi tìm hiểu tin tức chân thật của triệu vân liên trong phủ kia còn có ai thật sự để ý đến triệu vân liên chứ nhưng hiện tại thân phận của bọn họ không giống bình thường tình huống ở triệu phủ không rõ phó nguyệt không muốn vì chính mình mà khiến dũng nghị công phủ bị liên lụy vào triệu phủ vì thế tiêu thái liền tìm ngô thúc nói rõ việc này, ngô thúc phái mấy người trong phủ đi cùng dì theo dõi sát sao triệu phủ phó nguyệt nhớ rõ đầu bếp nữ chu nương tử là người hầu trong triệu phủ cũng theo triệu phủ cùng vào kinh chu nương tử từng được nhận ân huệ của phu nhân đời trước luôn cảm nhớ ân tình của lý ma ma cùng triệu vân liên lén lút lui tới vì nàng chưa bao giờ công khai chỉ lén lút quan tâm triệu vân liên cho nên tân phu nhân phương hoa của triệu phủ là thiếp thị được nâng lên chính thức vẫn không hề phát hiện ra Lý ma ma là người khôn khéo, phần tình nghĩa này gắn bó 10 năm sau. Nếu nói giờ phút này ở trong phủ nàng có thể lặng lẽ không một tiếng động liên hệ với người nào để tìm hiểu tin tức của Triệu Vân Liên thì đó chỉ có thể là chu nương tử được cử ra ngoài chọn mua đồ. Bởi vậy, Phó Nguyệt dựa vào ký ức, dùng vải bọc than củi vẽ phát họa lại chu nương tử theo ấn tượng trong ký ức. Diệp An dẫn người ngồi canh ở cửa sau của Triệu Phủ, căn cứ theo bức họa thần kỳ cực kỳ giống người thật mà tìm kiếm được chu nương tử bức họa quá rõ ràng sắc nét, dễ dàng nhận ra người, chẳng qua là tìm hiểu tin tức thì tốn chút thời gian mà thôi. Không chỉ có đám người Diệp An, lúc tiêu thái mới cầm tới bức họa cũng kinh ngạc không thôi. Nương tử hắn còn bao nhiêu tài năng nữa mà chưa bộc lộ ra nhỉ. Tiêu thái mang tin tức trở về tìm Phó Nguyệt. Sáng sớm ngày 16, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi theo Diệp An tới quán rượu như dự định ngồi chờ sẵn trên ghế. Đám người Chu Nương Tử đến cửa hàng liền tách ra để đi chọn đồ vật từng người chọn mua từng món riêng. Thừa dịp lúc chỉ có một mình nàng, một gã sai vặt vội vàng tiếp cận, nói nhỏ ở bên tai chu nương tử, vị nương tử này xin dừng bước, phu nhân nhà ta ở trên lầu của quán rượu mời gặp. chu nương tử ôm chặt cái giỏ nhỏ của mình theo bản năng. Người kia là ai? chu nương tử nghĩ thế nào thì hỏi như vậy, nàng nhíu mi lại nói, phu nhân nhà ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Cả sai vặt cung kính lễ phép mà đáp lời, một vị cố nhân, nương tử cứ đi theo ta, chỉ cần nhìn thấy là sẽ biết. Thấy chu nương tử hơi căng thẳng một chút, gã sai vặt lại nói, chu nương tử đừng lo, chẳng qua chỉ nói vài câu chuyện phiếm ở trong quán rượu mà thôi, sẽ không làm trễ nải nhiều đâu. chu nương tử âm thầm đánh giá gã sai vặt mặc quần áo gọn gàng trước mặt, hoặc nhìn là người có xuất thân từ gia đình giàu có, không giống như là loại người làm sàng làm bậy. Quán rượu ở cách vách có phòng cho thuê ở tầng 2 cũng mở cửa sổ, rộng rãi thoáng đãng như thường, khi quan sát bốn phía, Chu nương tử lại có cảm giác chung quanh còn có mấy người qua đường đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Trong thành Vân Kinh có nha dịch tuần phố, nàng cũng không tin có người dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Nàng nắm chặt cái giỏ đồ trong tay, trầm giọng nói, nếu cố nhân đã có lời mời, vậy làm phiền vị tiểu ca này dẫn đường. Mời Chu nương tử theo ta đi bên này. Chu nương tử thấp thỏm mà đi theo gã sai vặt đi đến phòng trên lầu 2 diệp an đang lẳng lặng chờ ở trên ghế ở bên ngoài phòng ngẩng đầu thấy bọn họ đi lên xoay người nhẹ nhàng gõ gõ cửa biểu thiếu gia biểu thiếu phu nhân người tới rồi tiêu thái đi tới mở cửa ra chu nương tử nhìn thấy người mở cửa là một nam nhân cao lớn liền lui về phía sau hai bước tiêu thái đi ra ngoài để nàng đi vào hôm nay phó nguyệt tìm hiểu tin tức ở chỗ chu nương tử hắn là người lạ mặt không quen biết cho nên không thể ở bên trong tiếp khách chu nương tử tới rồi à mau vào đi. Trong phòng, một giọng nói của nữ nhân dịu dàng truyền đến, nghe hơi quen tai. Chu nương tử nhất chân đi vào, tiêu thái thay bọn họ đóng cửa lại. Trong phòng, một vị tiểu nương tử xinh xắn đứng ở bên cạnh bàn, miệng nhoẻn cười dịu dàng nhìn về phía nàng. Là Thủy Linh cô nương. Thủy Linh. Chu nương tử kinh ngạc mà buông cái giỏ trong khuỷu tay ra, bước nhanh đi tới trước mặt phó nguyệt, nàng ấy kích động mà bắt lấy tay nàng nhìn từ trên xuống dưới, thật là ngươi à nàng sẽ không nhớ lầm một người xinh đẹp sinh động như thế này. Là ta. Thật sự hết cách rồi, không biết tới cửa xin gặp như thế nào, chỉ có thể ra hạ sách này mời chu nương tử lại đây một chuyến. Mong rằng chu nương tử đừng trách tội mới được, nếu có chỗ nào thất lễ, ta liền lấy trà thay rượu bồi tội cho ngươi. Phó Nguyệt lôi kéo chu nương tử ngồi xuống, vừa cười vừa rót một chén trà nhỏ cho nàng, tiện thể uống một hơi cạn sạch. Nghe nàng nói như vậy, ngẫm lại phương phu nhân đang quản gia trong phủ, chu nương tử liền hiểu rõ ý tứ của nàng nha đầu ngươi này đừng có dọa ta chứ nàng giãn đôi mày ra nhìn phó nguyệt cười nói nếu ngươi nói thẳng là ngươi tìm ta tự ta sẽ trực tiếp tới đây ấy chứ chu nương tử nói tiếp vị vừa mới đi ra ngoài kia là ai vậy là phu quân của ta phó nguyệt tự nhiên hào phóng mà giới thiệu tiêu thái ôi chao không tồi không tồi tuấn tú lịch sự lý ma ma không gạt ta nhắc tới lý ma ma Chu nương tử vừa mới uống trà cho Trân Họng chợt trầm giọng hẳn xuống, chủ động nói với Phó Nguyệt, lần này Thủy Linh ngươi tới tìm ta, có phải là muốn biết chuyện của đại tiểu thư cùng Lý Ma Ma không? Phó Nguyệt cực gật, gật đầu, cũng không nói ẩn ý nữa, thật không dám giấu giếm, đúng là ta muốn biết tin tức của hai người bọn họ. Ở Triệu Phủ, muốn tìm người để tìm hiểu tin tức thì ta cũng chỉ có thể nghĩ đến ngài thôi. Chu nương tử buông chén trà, lắc đầu thở dài, việc này khiến ngươi thất vọng rồi tiểu thư đi rất vội vàng ta cũng không biết nhiều tin tức lắm phó nguyệt không ngại mong chu nương tử báo cho chu nương tử hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trong phủ sau khi mới đến vân kinh sau đó mới từ từ kể lại chúng ta mới đến vân kinh không lâu thì đại tiểu thư mang theo lý ma ma cùng nha hoàng bên người đi bái phỏng nhà ngoại của ngài ấy đây cũng là chuyện bình thường bởi lúc mới hồi kinh chưa có thời gian đi thăm thân thích phó nguyệt gật gật đầu chu nương tử tiếp tục nói cũng không biết có phải bà ngoại nhớ mong hay không mà đại tiểu thư ở trịnh gia suốt hơn một tháng trời. Sau đó có một ngày bọn họ đột nhiên vội vàng trở về trong phủ thu dọn những thứ tốt, sáng sớm ngày hôm sau liền khởi hành đi Tây Bắc, nói là phải đi hầu bệnh cho người gì nhà họ trịnh. Người nói xem, trịnh gia cũng thật là lạ, sao lại sai khiến tiểu thư nhà chúng ta đi đến nơi lạnh lẽo khổ cực kia chứ? Chúng ta cũng mới về Vân Kinh không lâu, lại thêm một đường bôn ba nữa, không biết đại tiểu thư cùng Lý Ma Ma có chịu nổi không? Nhớ tới việc này, Chu Nương Tử liền nói thầm, việc này quá đột nhiên, lúc ta biết được thì đại tiểu thư đã khởi hành. Ngay cả Lý Ma Ma ta cũng chưa được thấy mặt. Phó Nguyệt Như suy nghĩ đến điều gì đó. Xem ra chuyện Triệu Vân Liên đi Tây Bắc đúng thật là quyết định đột ngột. Ngược lại nàng nhắc tới một sự kiện khác, nghe nói trong phủ tam tiểu thư đính hôn. Triệu Phủ có bốn người con, ở trong phủ được sắp xếp theo thứ tự. Triệu Vân Vũ là người con thứ ba trong phủ, là nhị cô nương nàng ta là con vợ lẽ bằng tuổi với tứ tiểu thư triệu vân mộng sinh ra sớm hơn một chút lại được dạy dỗ gọi dạ bảo vân vân trở thành tiểu tùy tùng của tứ muội chu nương tử gật đầu đúng vậy tam tiểu thư được ấn định hôn sự với phương tam lan nhị phòng của nhà thừa tướng phương gia xính lễ đã được đưa đến nhưng hôn sự còn phải chờ hai năm nữa bến đó chính là nhà thừa tướng việc hôn nhân này của triệu gia xem như trèo cao các nha hoàng và bà tử trong phủ còn bàn tán một trận nữa kìa, ai nấy đều thi nhau hâm mộ mẹ cả phương phu nhân quyết định cho tam tiểu thư một mối hôn nhân tốt. Sau khi chuyện hôn nhân của tam tiểu thư được ấn định, di nương và nàng ta càng nịnh hót phương phu nhân hơn. Có điều. Nghĩ đến lúc trước nghe được tin tức từ miệng của nha hoàng bên người phương phu nhân, chu nương tử không nhịn được liền ghé sát vào phó nguyệt, tựa như có chuyện muốn nói. Nàng nhìn nhìn bốn phía. Phó nguyệt nhướng mày, nhẹ nhàng nói, chu nương tử có chuyện gì cứ nói đừng ngại ra khỏi cánh cửa này ta bảo đảm sẽ không có người ngoài nào biết được hôm nay ngài gặp mặt nói chuyện gì với ta chu nương tử xua xua tay được rồi ta cũng không biết chuyện quan trọng gì hết nhưng mà thuận miệng nói chuyện phím đùa giỡn vài câu mà thôi nàng vẫn cứ hạ giọng nói có một lần ta nói chuyện phím cùng đại nha hoàng bên người phu nhân nàng ta nói lỡ miệng nàng ấy nói ban đầu phu nhân muốn cho đại tiểu thư nhà chúng ta cùng phương phủ xem mặt ban đầu lão gia cũng không có ý kiến gì có một ngày sau khi lão gia trở về phủ đã cùng phu nhân đóng cửa nói chuyện với nhau ở trong phòng sau đó hai người còn cãi cọ một trận to về sau chính là ấn định ra việc hôn nhân của tam tiểu thư nhà ta hai bàn tay đặt dưới bàn của phó nguyệt nắm chặt lại nàng nhìn thẳng về phía chu nương tử chu nương tử ho nhẹ một tiếng nếu nói chuyện xem mặt ban đầu chính là đại tiểu thư thì đám người hầu trong phủ cũng không biết ta cũng chỉ là trong lúc vô ý biết được Đại nha hoàng kia sau khi ý thức được chính mình nói sai thì ta cũng vội vàng bảo đảm chính mình chưa hề nghe thấy cái gì. Cho nên tin tức này hẳn là tám chín phần là thật. Trong lòng Phó Nguyệt phản phất như có tảng đá đè lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Phó Nguyệt cảm thấy có lẽ chuyện mà chính mình suy đoán là thật. Ngô Thúc từng nói rằng nhị phòng phương Tam Lan của phương gia là một tên nổi tiếng ăn chơi trác tán, mang đủ tiếng xấu. Lão gia Triệu Thanh Tùng của Triệu Phủ ắt hẳn phải nắm rõ đường đi nước bước của thừa tướng, phu nhân đương nhiệm Phương Hoa lại là thứ nữ cùng họ hàng với Phương Gia, đối với tình huống xem mặt của đám con cháu Phương Gia, bọn họ sẽ không bị che mờ hai mắt. Bởi vậy, rất có khả năng Triệu Vân Liên vì tránh né việc hôn nhân này mà bị nhà ngoại trịnh gia tìm cớ đưa đi Tây Bắc. Làm khách ở phủ khác thù cũng là ăn nhờ ở đậu, nào có thư thái tự tại như ở nhà của chính mình chứ. Phó Nguyệt nghĩ đến phương phu nhân, đương gia của Triệu Phủ. Hai, ở đâu cũng đều không thư thái nàng chỉ hy vọng triệu vân liên thông minh nhanh nhạy mặc kệ ở đâu cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp phó nguyệt trầm tư trong chốc lát hỏi một vấn đề cuối cùng chu nương tử có biết vân liên đi tới nhà bà gì nào không chu nương tử vắt óc lục lại ký ức trong đầu nghe nói là la gia tổng binh thành thự châu ở tây bắc đây là do một thím người hầu nói con trai của thím ấy bị lão gia phái đi hộ tống đại tiểu thư tới tây bắc la gia tổng binh thành thự châu Phó Nguyệt lẩm nhẩm vài tiếng ghi tạc trong lòng, ít nữa quay trở về lại nhờ ngô thúc hỗ trợ tìm hiểu la gia. Chu nương tự nói tiếp, ta chỉ nhớ rõ ngày ấy chuyện như vậy thôi. Phó Nguyệt ôn hòa mà cảm tạ nàng, ngài có thể nói cho ta chuyện này, biết Vân Liên cùng Lý Ma Ma vẫn khỏe, trong lòng ta cũng thoải mái. Nghe nàng nói chân tình, Chu nương tự cảm khái nói, nha đầu ngươi thật trọng tình. Đại tiểu thư cùng Lý Ma Ma không nhìn lầm người khi đối xử tốt với với ngươi. Ánh mắt Lý Ma Ma cũng quá đỉnh, trước kia ngài ấy thường nói với chúng ta rằng chu nương tử ngài là người trọng tình trọng nghĩa. Chẳng phải hiện giờ ngài vẫn luôn vướng bận bọn họ hay sao? chu nương tử nhoẻn miệng cười thành tiếng, dù gì cũng bao nhiêu năm có giao tình, Thủy Linh ngươi không biết, lúc bọn họ mới đi, trong lòng ta thật sự rất nhớ. Ta thấp cổ bé họng cũng không biết hiện tại bọn họ như thế nào. Nghe nói thành thự châu kia chính là chỗ biên giới trấn thủ triều lý ta, nếu kẻ địch từ bên ngoài xâm lược thì chỗ đó có thể là trận tuyến đầu tiên. Hơn nữa Tây Bắc kia hoang vu gió mạnh, nào được phồn hoa thoải mái như ở Vân Kinh chúng ta. Nhiều năm qua Thái Bình như vậy, cầu mong đừng bao giờ khơi dậy chiến sự. Chiến sự ở Triều Lý vẫn là trước khi bệ hạ đăng cơ đã đánh bại Bắc Nhung, đánh đuổi bọn họ ra khỏi địa giới Triều Lý. 20 năm sau khu vực biên giới gió êm sóng lặng, không quấy nhiễu lẫn nhau. Giống như Phó Nguyệt, Tiêu thái tuổi trẻ như thế này còn chưa bao giờ trải qua chiến loạn. Sẽ tốt, sẽ tốt. Phó Nguyệt an ủi Chu nương tử, nhưng cũng chẳng khác gì là tự an ủi chính mình. Ít nhất Triệu Vân liên tránh thoát được một mối hôn sự xui xẻo. Nói xong, Chu nương tử cũng muốn đứng dậy cáo từ. Nàng đi ra phủ chọn mua đồ, không thể trở về chậm. Phó Nguyệt lấy ra một túi tiền, bên trong có 30 lượng bạc. Nàng đặt túi tiền vào trong cái giỏ nhỏ của Chu nương tử chu nương tử muốn lấy túi tiền trả lại cho nàng vừa cầm vào tay đã biết số lượng bạc trong túi khuôn mặt chu nương tử trở nên xấu hổ nói thủy linh ngươi làm gì vậy chúng ta là cố nhân ôn chuyện với nhau sao có thể lấy túi tiền của ngươi chứ phó nguyệt mặt không đổi sắc mà cười nói hôm nay tiếp đón mà không lên tiếng trước làm phiền chu nương tử lại đây nói chuyện hồi lâu với ta đây chỉ là tấm lòng mọn coi như ta nhận lỗi với chu nương tử nhé phó nguyệt đè lại tay chu nương tử đẩy túi tiền trở về lồ nờ dê ngực nàng ta, ta không tiện bái phỏng triệu phủ, ngày sau nếu có tin tức của Vân Yên thì còn phải làm phiền ngài đưa tới cho ta, khiến ta được an tâm. Ngươi nha, chu nương tử cảm thán một tiếng, đồng ý với nàng. Phó Nguyệt, về sau có tin tức ngài đưa đến quán rượu này là được. Đây là sản nghiệp của Dũng Nghị Công Phủ. Trong lòng chu nương tử tặc lưỡi, nhớ tới ngay từ đầu gã sai vặt là nói biểu thiếu phu nhân cho mời thì phải, nàng cảm thấy hiện tại thân phận của phó nguyệt e là không bình thường nhưng thấy nàng vẫn chưa hề nhắc đến chu nương tử cũng không mở miệng dò hỏi được ta nhớ kỹ ta sẽ lưu ý tin tức của đại tiểu thư rồi báo cho ngươi ta xin cảm tạ chu nương tử trước đừng 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 thấy bộ dáng ngươi hiện tại càng tươi trẻ hoặc bát hơn so với ban đầu ở trong phủ đoán chừng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hẳn là không tồi ta cũng an tâm rồi phó nguyệt nhãn miệng cười chớp chớp mắt nói, chu nương tử đừng lo lắng cho ta, trong nhà khá tốt. Vậy tốt rồi, ta đi đây. chu nương tử đi thông thả. Tiểu nhị ở quán rượu đưa tiễn chu nương tử ra ngoài, tiêu thái lại quay trở về phòng. Hắn ngồi vào bên cạnh phó nguyệt, hỏi, hỏi xong rồi à. Trong phòng không có người khác, phó nguyệt rốt cuộc thả lỏng tinh thần, nghiêng đầu dựa vào vai tiêu thái, toàn thân quể oải mà, từ một tiếng. Tiêu thái vuốt xuôi mái tóc cho nàng, thấp giọng nói, làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho ta nghe." Phó Nguyệt nhắm hai mắt, hạ giọng xuống, "A Thái ca, ban đầu chúng ta đoán không sai, Vân Yên là vì né tránh hôn sự với Phương phủ nên mới đi tới Thự Châu ở Tây Bắc xa xôi." Đối với điều này, trong lòng Tiêu Thái cũng có chuẩn bị. Hắn nhẹ giọng an ủi nói, "Nếu dùng một phương thức khác để nghĩ thì Triệu gia đại tiểu thư cũng coi như là né tránh được một mối hôn sự không tốt." Phó Nguyệt gật gật đầu, nữ tử gả chồng thành thân là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu thật sự gả cho tay ăn hơi mang đầy tiếng xấu kia thì mới là hủy hoại cả đời Triệu Vân Liên. Đáng tiếc tam tiểu thư của Triệu Phủ bị Triệu Gia đẩy vào hố lửa. Không biết nếu nàng hiểu được bộ mặt thật của phu quân tương lai thì liệu còn có thể cảm kích mẹ cả phương phu nhân hay không? Tiêu Thái ngẫm nghĩ, ghé sát vào tai Phó Nguyệt nói, tiểu Nguyệt nàng đừng vội, chúng ta có lẽ có biện pháp tìm hiểu thự châu ở Tây Bắc để quan tâm giúp đỡ nàng ấy thật không phó nguyệt loáng cái ngồi thẳng dậy vui mừng nhìn về phía hắn nàng đã quên thân phận của cửu cửu à dũng nghị công mà bọn họ đang ở dũng nghị công phủ sao nàng có thể quên được chứ không phải trước khi cửu cửu trở thành dũng nghị công ấy phó nguyệt nghiêng đầu ngẫm nghĩ sự tích mà diệp trạch đã từng trải qua thời niên thiếu của cửu cửu từng là tướng quân sau khi theo bệ hạ trở về kinh thành thì được thụ phong dũng nghị công tiêu thái gật gật đầu cười nhìn nàng. Thời niên thiếu là tướng quân. Chiến sự ở Tây Bắc. Tây Bắc. Thấy nàng phản ứng trở lại, Tiêu Thái chỉ chỉ vào cái mũi nhỏ của nàng, suy nghĩ cẩn thận chút đi. Phó Nguyệt liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tiêu Thái, ban đầu Cửu Cửu còn lưu lại người liên lạc ở Tây Bắc, ít nữa nhờ Cửu ấy truyền tin về Tây Bắc. Năm đó Diệp Trạch giao binh quyền tại kinh thành, nhưng người liên lạc cấp dưới của ông vẫn còn ở Tây Bắc, nhiều năm kinh doanh như vậy, đã sớm trở thành một thế lực ở Tây Bắc. Mà ông thật lòng đối đãi với hai huynh đệ tiêu thái như con cái trong nhà. Hiện tại ông tự mình mang theo tiêu thái dạy tập võ, gia thế, bối cảnh của một số gia tộc đều báo cho tiêu thái, như vậy cũng tiện cho bọn họ qua lại kết giao ở Kinh Thành. Đây là tin tức tốt nhất mà hôm nay Phó Nguyệt nghe được. Nàng nhanh như cắt mà hôn chụp một cái ở bên má tiêu thái, cảm ơn A Thái ca. Tiêu thái đột nhiên không kịp phòng ngừa, vành tay lập tức nóng bừng trong phòng không có ai hắn cũng không đành lòng trách cứ nương tử mạnh bạo trong nội tâm còn có phần vui mừng vì cử chỉ thân mật của phó nguyệt không không có gì giữa phu thê chúng ta không cần nói cảm ơn đi 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 chúng ta mau trở về chàng ngẫm lại xem cử cử thích ăn gì ta trở về phủ tự mình xuống bếp làm phó nguyệt nói làm liền làm sau khi trở về dũng nghị công phủ nàng đã tự mình xuống bếp sửa soạn một bàn ăn tiêu thái tạm thời không rõ lắm khẩu vị yêu thích của cửu cửu diệp mấy ngày nay cùng ăn cơm trong phủ chưa từng thấy diệp trạch có sở thích gì đặc biệt phòng bếp dâng món ăn lên diệp trạch chẳng từ chối món nào ăn uống rất tốt bởi vậy phó nguyệt liền cố ý đi hỏi hang công chúa tề đồng cười hít cả mắt lại nói cửu cửu ngươi ấy à chàng ấy đúng thật là người dễ ăn uống món nào cũng không chối từ chỉ cần là món ăn mỹ vị chua cây mặn ngọt chàng ấy đều ăn được đặc biệt rất dễ nuôi tề đồng trầm ngâm nói nếu nhất định phải nói thích món gì thì chàng ấy thích ăn thịt phó nguyệt như suy tư gì gật gật đầu thích ăn thịt thì dễ làm thôi hôm nay cháu mượn phòng bếp lớn dùng một chút phòng bếp nhỏ trong viện của cháu chỉ sợ bận không đủ để làm buổi tối hôm nay cửu cửu cùng công chúa nếm thử tay nghề của cháu nhé phó nguyệt tràn đầy tin tưởng dự bị làm một bữa tiệc lớn thế thì tuyệt đôi mắt phượng của tề đồng mở to lúc ngô quản gia trở về đã không ngớt lời khen tay nghề nấu ăn của các ngươi thật không dám giấu giếm ta cũng sớm nóng trong có thể nếm thử mỹ vị nhân gian mà ngươi làm rồi phó nguyệt được nàng khen khiến khuôn mặt đỏ bừng nói ngô thúc quá khen cháu cũng chỉ biết làm mấy món ăn tầm thường thôi không có gì hôm nay cháu cứ tùy tiện sai khiến trong phòng bếp lớn tình nhi ngươi đi cùng với tiểu nguyệt tới phòng bếp lớn một chuyến có cái gì thiếu thì trực tiếp phái người đi mua vâng ạ à. trung tình đáp lời đón phó nguyệt cùng nhau đi tới phòng bếp lớn mời biểu thiếu phu nhân đi theo ta phó nguyệt đứng lên cháu đi lo việc trước không quấy rầy công chúa nữa đi đi tại phòng bếp lớn một đám đầu bếp nữ và nha hoàng thấy trung tình cùng phó nguyệt tiến vào đều vội vàng buông việc trong tay bước tới hành lễ trung tình là đại hồng nhân bên người công chúa giúp đỡ công chúa trưởng quản công việc ở hậu trạch của công phủ mà biểu thiếu phu nhân này mới tới đây Tuy nghe đồn cả nhà xuất thân không đáng để mắt tới, nhưng ai bảo bọn họ lại lọc vào mắt quốc công gia chứ? Giờ phút này hai người bọn họ tới phòng bếp lớn, cả đám người liền cung kính mà chờ ở một bên, không dám tự tiện đánh giá. Cao ma ma. Trung tình ngẩn mặt gọi. Trung đương tử có sai bảo gì ạ? À? Cao ma ma nghe tiếng gọi mà bước ra. Tổ tiên nhà bà đều làm ngự trù, lão gia tử là người khai sáng cho bà học hỏi tay nghề từ khi bà còn ít tuổi. Về sau khi thành lập Dũng Nghị công phủ, bà đã được công chúa tìm tới, trở thành nương tử trưởng sự của phòng bếp lớn này. Trung tình nghi người nhường lối cho phó nguyệt, nói: "Hôm nay biểu thiếu phu nhân muốn dùng phòng bếp chuẩn bị bữa tối, công chúa lệnh cho các ngươi đều phải nghe ngài ấy sai bảo làm việc, nếu biểu thiếu phu nhân cần dùng cái gì thì ngươi chỉ cần mang danh sách đi tới kho hàng mà lấy, hoặc đi mua cũng được." Cao ma ma cúi đầu đáp, lão nô hiểu rõ, xin nghe theo sai bảo của biểu thiếu phu nhân phó nguyệt ôn hòa mà nói với cao ma ma cao ma ma không cần đa lễ lo lắng trong lòng ta đã quyết định hơn nửa món ăn tối nay sẽ nấu còn phải làm phiền ngài trước hết mang những nguyên liệu nấu ăn hiện có để ta xem trước còn lại ta sẽ viết một phần danh sách chỉ cần sai người đi lựa mua về là được cao ma ma thầm thở vào trong lòng trong lòng biểu thiếu phu nhân hiểu rõ là được bọn họ chỉ lo nghe nàng sai bảo làm việc là xong sợ nhất những người nào không hiểu nhưng giả bộ hiểu đến lúc đó không biết sẽ làm ra mấy món gì dâng lên bêu xấu trước mặt quốc công gia cùng công chúa, còn làm liên lụy tới người trong phòng bếp của bà bị phạt. Thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Trung Tình liền cất lời dịu dàng với Phó Nguyệt, vậy biểu thiếu phu nhân trước hết cứ lo việc ở nơi này nhé, ta đi xem bọn họ sửa soạn thính đường cho buổi tối. Phó Nguyệt đáp, Trung Nương tử có việc cứ đi làm là được, chỗ này ta đã có cao ma ma giúp rồi, ngài ấy kinh nghiệm phong phú, trù nghệ tuyệt hảo, làm một bữa tối cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cao ma ma liếc nhìn Phó Nguyệt một cái, cười nói, "Lão nô chắc chắn sẽ toàn tâm toàn lực mà phụ tá biểu thiếu phu nhân, trung nương tử yên tâm." Phó Nguyệt nguyện ý giúp bà bắt một cây cầu thiện duyên ở trước mặt đại hồng nhân bên người công chúa, Cao ma ma thầm nghĩ chờ lát nữa nếu tay nghề nấu nướng của Phó Nguyệt không ổn lắm thì bà cũng có thể ra tay hỗ trợ một phen. Thấy hai người bọn họ hòa hợp với nhau, chung tình liền thả lỏng yên tâm rời đi. Cao ma ma dẫn Phó Nguyệt đi quanh một vòng phòng bếp lớn giới thiệu lần lượt toàn bộ bệ bếp, gia vị, công cụ, cùng với những những nguyên liệu nấu ăn đa dạng chủng loại cho Phó Nguyệt xem. Đêm nay chỉ tổ chức bữa tiệc nội bộ bình thường trong nhà mà thôi, đến lúc đó chỉ có ba miệng ăn của Diệp Gia Tam cùng với ba người tiêu gia cùng nhau dùng bữa, thạch bà bà vẫn sẽ ở trong viện chăm sóc bé Nhu Nhu. Phó Nguyệt vừa nghe Cao Ma giới thiệu vừa tính toán nguyên liệu để nấu một bàn ăn, thuận tiện sai bên người tuyết nhạn ở bên cạnh đi lấy đồ đặt trong cái giỏ nhỏ bên người phó nguyệt có hai đại nha hoàng tình tước giỏi ăn nói tuyết nhạn thì điềm tĩnh chín chắn hai người làm việc thường sẽ nhìn mặt đoán ý gọn gàng ngăn nắp không hổ là người được bồi dưỡng từ bên người công chúa mà ra phó nguyệt dùng bọn họ cũng cực kỳ thư thái bất việc bởi vì tình tước mồm mép lanh lợi phó nguyệt liền giữ nàng lại trong viện trưởng quản công việc từ nhỏ đến lớn còn tuyết nhạn cùng thơ ngữ đi theo nàng ra ngoài tuyết nhạn yên lặng đi theo sau phó nguyệt nghe theo lời dặn mà cẩn thận lấy những nguyên liệu nấu ăn mà Phó Nguyệt chỉ ra rồi để ngay ngắn trong giỏ. Đi hết một vòng, cái giỏ trong tay tuyết nhạn đã đầy ấp đồ, thơ ngữ cũng cầm hai cái giỏ nhỏ đầy tràn. Phó Nguyệt nhìn nhìn mấy thứ này, tiện đà nói với Cao Ma Ma, nguyên liệu nấu ăn ở trong phủ phong phú, phần lớn đều đã ở chỗ này, ta sẽ viết một bản danh sách những thứ cần dùng khác, người sai người hiện tại đi ra ngoài mua là được. Cũng không phải loại hiếm có gì đâu, chỉ cần vào cửa hàng hương liệu hoặc những cửa hiệu bán đồ tạp hóa là có thể mua được. Phó Nguyệt vừa dứt lời liền có tiểu nha hoàng nhanh trí mang giấy bút tới. Nàng liền tiếp nhận rồi viết thành danh mục các đồ cần mua giao cho Cao Mama. Cao Mama tiếp nhận rồi đọc, phần lớn những đồ này bà đã từng nghe nói đến, cũng không biết dùng mấy thứ này sẽ làm ra món mỹ thực gì. Cao Mama đưa danh sách cho tiểu nha hoàng, bảo nàng ta sai người cầm danh sách này đi ra ngoài lựa mua. Nguyên liệu nấu ăn trong dũng nghị công phủ không cần lo lắng, Phó Nguyệt chỉ cần chuẩn bị tung hết ngón nghề nấu nướng ra mà thôi. Ví dụ như món ăn kinh điển là vịt hung khói phải dùng đến hoa hồi, hạt tiêu, đinh hương, thì là hơn 30 loại dược liệu cùng gia vị, có thể chế biến bằng cách hung khói trước rồi mới ướp gia vị. Triều Lý tuy mở rộng giao thương trên biển, rất nhiều thương nhân qua lại, nhưng những loại như hương liệu dù sao cũng không thể sánh bằng thời hiện đại phó nguyệt chỉ có thể cố gắng hết sức tận dụng những điều kiện hữu hạn để làm ra thức ăn mỹ vị nhất ngoại trừ món trên còn có món vật nhảy tường cá chua tây hồ thịt kho đông pha gà cây gà phỉ thúy mì dương châu bắp cải luộc quả nhiên ngay từ đầu giờ chiều phòng bếp lớn liền bắt đầu tỏa hương thơm mới đầu mùi hương chỉ thoang thoảng thời gian càng lâu mùi hương càng ngào ngạt đám nha hoàng và gã sai vặt mỗi lần tới gần phòng bếp lớn trong viện đều không thể chuyên tâm làm việc bọn họ thường thường dừng lại cố gắng hít hà mùi thơm của đồ ăn trong không khí không biết đã nuốt bao nhiêu nước miếng quá thơm hôm nay cao ma ma nấu món gì ngon trong phòng bếp lớn vậy đúng vậy vì cái mùi này mà ta phải gặm mấy cái màng thầu rồi hôm nay trong phủ có chuyện vui gì vậy liệu ta có may mắn được nếm một ngụm thừa không đừng mơ tưởng tiểu khuê nữ của nương tử nhà gì ta đang làm việc ở phòng bếp lớn Nghe nói là vị biểu thiếu phu nhân mới tới nhà chúng ta đang ở đó nấu ăn. Vị biểu thiếu phu nhân tiêu gia kia sao? Tay nghề nấu ăn này e là có thể ganh đua cao thấp với cao ma ma một phen rồi. Không đúng, chẳng phải nói ban đầu biểu thiếu gia chỉ là thợ săn trong núi hay sao? Sao nàng ấy lại có tay nghề nấu ăn lợi hại như vậy chứ? Cái này ai mà biết được, ta chỉ muốn nếm một miếng, hoặc uống ngụm canh cũng được. Người mơ đẹp nhỉ? Cao Mama mà đám nha hoàng và gã sai vặt vừa nhắc đến trong miệng so sánh tranh tài cao thấp với Phó Nguyệt giờ phút này đang mở to mắt nhìn trân trân ở bên ngoài phòng bếp. Khi nhìn thấy Phó Nguyệt chọn nguyên liệu nấu ăn cùng với viết danh sách thì Cao Mama đã cảm thấy Phó Nguyệt không tầm thường. Chờ đến khi Phó Nguyệt bắt đầu ra tay, động tác nước chảy mây trôi kia làm Cao Mama ý thức được bà vẫn đánh giá thấp trình độ của Phó Nguyệt. Vả lại phần lớn đồ ăn mà Phó Nguyệt chuẩn bị đều là những món mà bà chưa từng nghe tên. Ma Ma xuất thân từ thế gia ngự trù, cho nên mang theo một số nương tử, nha hoàng hiểu biết một chú về nấu nướng ra ngoài chờ, làm mấy công đoạn rửa ráy và cắt gọt ban đầu để tránh gây hiểu lầm. Chỉ để lại những người dốt đặt cán mai về nấu nướng làm trợ thủ cho Phó Nguyệt. Kỳ thật nếu Cao Ma Ma không lùi ra ngoài, Phó Nguyệt cũng không ngại để bà đứng ở bên cạnh nhìn. Có thể học được nhiều hay ít thì tùy vào bản lĩnh của bà. Tóm lại mấy món này về sau nàng cũng muốn giao cho Thạch Dương, lưu truyền tại triều lý này nhưng mà Cao Ma Ma có lòng chủ động tránh hiểu lầm, Phó Nguyệt cũng không hề ngăn cản. Một bàn ăn này có thể nói là tự tay nàng chuẩn bị mà thành, Phó Nguyệt là người mà khi làm việc dùng hết tâm huyết, chăm chú hết sức, tận tâm tận lực, giờ phút này nàng bận đến mức hai chân như bốc khóc, không rảnh lo những chuyện khác. Cho nên ở bên ngoài phòng bếp lớn, lúc tất thảy mọi người đều bị mùi đồ ăn tra tấn suốt cả buổi trưa khiến bụng đói réo vang trời thì cửa phòng bếp lớn rốt cuộc đã được mở ra một lần nữa. Phó Nguyệt xoa xoa cánh tay mỏi như như muốn nhũng ra, bắt gặp ánh mắt ám chỉ của mọi người như sói đói mà giật mình hoảng sợ. Khụ khụ khụ. Cao ma ma hắn giọng nhắc nhở, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt gục đầu xuống. Đứng ở phía sau Phó Nguyệt, tuyết nhạn từ trước đến nay vốn lạnh lùng trầm mặt nhìn thấy cử chỉ của mọi người như vậy liền không nhịn được mà cong khóe môi lên cười. Nàng hiểu bọn họ thống khổ đến nhường nào. Cũng may nàng vẫn luôn đi theo bên người phu nhân bận rộn hỗ trợ, có những lúc cần nếm thử mùi vị món ăn thì nàng may mắn được nếm vài miếng, cho nên cơn thèm ăn trong bụng cũng được xoa dịu lại. Phó Nguyệt nhìn sắc trời, mở miệng nói với Tuyết Nhạn: người đi nói với Trung Nương Tử một tiếng, chờ cửu cửu về phủ thì chúng ta có thể dùng bữa. Tuyết Nhạn: vâng, nô tỳ sẽ đi tìm Trung Nương Tử ngay. Phó Nguyệt: trong phòng bếp có một ít canh đang hầm trên lửa nhỏ, làm phiền Cao Ma Ma thay ta coi chừng một chút. Lão nô hiểu rồi à. Trong phòng bếp khói bụi mù mịt. Phó Nguyệt mang theo thơ ngữ đi về rửa mặt thay quần áo trước. Nghe thấy tin tức Diệp Trạch trở về phủ thì lại trở về phòng bếp lớn chuẩn bị nốt một số món cuối cùng, sau đó dẫn Cao Ma Ma cùng đám nha hoàng xếp từng món ăn vào trong các hộp đựng, mang bày ra bàn ăn. Bách vị hiên Đám người Diệp Trạch cùng Tề Đồng và Tiêu Thái đã ngồi xuống. Diệp Trạch tò mò hỏi, hôm nay Tiểu Nguyệt tự mình xuống bếp thật sao? Tề Đồng ngồi ở bên cạnh ông cười gật gật đầu, Tiểu Nguyệt bận rộn suốt cả buổi trưa ở phòng bếp lớn, Chàng cứ chờ xem. Tiêu Giảng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, hai mắt chớp chớp nhìn ngoài cửa. Sao tẩu tử vẫn còn chưa tới đây chứ, A Giảng không chờ nổi nữa rồi. Diệp Thiên Trung nhìn thấy ánh mắt Trong mông của biểu đệ, ghé sát vào hắn hỏi, "A Giảng, tẩu tử đệ nấu cơm ăn có ngon không?" Tiêu Giảng vội vàng gật gật đầu, "Ăn ngon. Tẩu tử đệ nấu cơm còn ngon hơn cả Thạch Dương ca ca, nấu món ăn gì cũng ngon nhất." Thật không Nhìn Thiên Trung ca ca hoài nghi không tin, Tiêu Giảng vội la lên, thật sự. A Giảng không lừa ca đâu. Nếu không, cậu bé không nghĩ được nên chứng minh như thế nào, vì thế chỉ có thể nói, dù sao ca đợi lát nữa ca nếm được thì sẽ tin. Diệp Thiên Trung thu hồi lo lắng mà ngồi trở lại. Điểm tâm mà biểu tẩu làm không tồi, nghe nói là do tẩu ấy tự tay làm, có lẽ đồ ăn chắc cũng không tồi cũng nên. Hay, tóm lại hẳn là sẽ tốt hơn so với tủ tỷ Diệp Thiên Linh của hắn. Năm đó tỷ tỷ xung phong nhận làm một ít bánh trôi trong ngày hội nguyên tiêu, hắn nếm một cái liền chạy ra ngoài lặng lẽ ói ra, thế mà cha hắn vẫn duy trì nét mặt không đổi sắc mà cắn răng nuốt vào. Nhưng mà nghe ngô thúc nói, ba ngày sau cha chẳng nuốt trôi được bất cứ món ăn nào. Giữa niềm chờ mong và thấp thỏm của cả đám người ngồi chờ, Phó Nguyệt mang theo người đi vào Bách Vị Hiên. Phó Nguyệt chưa nói đã cười trước, để mọi người đợi lâu, chúng ta bắt đầu mở tiệc thôi. Diệp Trạch vội vàng nói, chúng ta cũng vừa ngồi xuống thôi, tiểu nguyệt cháu tới vừa hay kịp. Tiêu thái dẫn phó nguyệt qua một bên vị trí còn trống rồi ngồi xuống. Tuyết nhạn và cao ma ma lần lượt thay phiên nhau báo tên đồ ăn, bưng từng món ăn mỹ vị lên bàn. Hương thơm từ đồ ăn tỏa ra, lập tức tràn ngập trong toàn bộ thính đường. Diệp trạch hít sâu một hơi, chìm đắm trong hương thơm. Ông suýt xoa nói, hôm nay là ngày gì mà lại có thể được nếm nhiều món ngon mỹ vị như thế này. Phó Nguyệt chỉ cười không nói. Tề đồng cười ngắt lời ông, món ăn mỹ vị ở trước mặt rồi mà chàng lại còn bận tâm đê ến những chuyện khác à. Mau dùng bữa đi. Đúng đúng đúng, công chúa nói đúng. Mọi người dùng bữa cả đi. Diệp trạch dẫn đầu động đũa, Diệp Thiên Trung cùng tiêu giảng theo sát sau đó. Thịt cà hầm tươi ngon vừa vào miệng, Diệp Thiên Trung liền hưởng thụ mà nheo lại mắt. Đúng cà tiểu đệ tiêu giảng không hề lừa hắn. Biểu tẩu làm đồ ăn ăn quá ngon hắn không cần đám tiểu nha hoàn nhóm chia thức ăn nữa, tự mình chủ động gấp đồ ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thính đường chỉ có tiếng ăn cơm, không ai nói chuyện. Ăn xong bữa cơm, mọi người được nha hoàn đưa nước tới rửa tay súc miệng, sau đó mới đi tới gian phụ của thính đường nhỏ nghỉ ngơi. Cao ma ma chờ đám nha hoàn dọn dẹp xong chén đũa rồi mới trở lại phòng bếp. Phó Nguyệt đi qua người bà, nhẹ giọng hỏi, hôm nay chuẩn bị hơi nhiều thức ăn, để qua đêm mùi vị sẽ không tốt còn làm phiền cao ma ma vất vả thay ta đưa một phần cho cho ta trong viện thạch bà bà trong viện của ta và trong nhà ngô quản gia, còn lại thì phiền ngài giải quyết giúp ta đi. Cao ma ma sáng trực mắt nhìn về phía phó nguyệt. Phó nguyệt cười đi qua, không cần phải nhiều lời nữa. Tay của cao ma ma đang căng thẳng nắm chặt trong ống tay áo, biểu thiếu phu nhân cố ý nấu dùng nhiều nguyên liệu nấu đồ ăn để khao phòng bếp lớn bọn họ đây mà. Các chủ tử rất vừa lòng đối với bữa tiệc này, mà bọn đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp suốt cả buổi trưa. Huống chi, bà cũng tò mò không thôi đối với tay nghề nấu ăn của Phó Nguyệt, trong lòng cứ tần ngần mãi. Biểu thiếu phu nhân cũng quá biết quan tâm. Về sau nếu nghe thấy ai ngầm gài bẫy cả nhà biểu thiếu phu nhân, Cao Ma Ma bà nhất định sẽ là người đầu tiên phản đòn lại. Mà không biết về sau liệu có cơ hội thỉnh giáo tay nghề nấu nướng của biểu thiếu phu nhân hay không. Ở ngoài gian nhà phụ, hai đứa trẻ Diệp Thiên Trung và Tiêu Giảng ăn quá nhiều, khi cả hai đứa lại không gây ầm ĩ nửa ngồi nửa nằm trên ghế nói chuyện cho tiêu cơm diệp trạch cảm thấy được ăn một bữa mỹ mãn liền khen ngợi phó nguyệt không ngờ tay nghề nấu ăn của tiểu nguyệt lại mỹ vị như thế ta thấy không hề kém ngự thiện phòng chút nào tề đồng cũng gật gật đầu có phần tò mò mà đánh giá phó nguyệt người này thật sự xuất thân từ tiểu nha hoàng sao chữ viết đẹp kỹ thuật theo tinh xảo tài vẽ mới lạ tay nghề nấu ăn tinh vi con bé này còn tạo niềm vui bất ngờ gì nữa đây. Phó Nguyệt nhìn Tiêu Thái, Tiêu Thái nói với Diệp Trạch, thật không dám giấu giếm, chúng cháu thật sự có việc muốn nhờ cửu cửu. Diệp Trạch đứng lên nói, nếu như thế thì cháu đi theo ta tới thư phòng đi. Diệp Trạch cũng không so đo cháu ngoại cùng nương tử cháu ngoại xung xoe nhờ vả. Cho dù hai người bọn họ không làm gì cả, Tiêu Thái có việc ông cũng sẽ không từ chối giúp chứ đừng nói tới việc Phó Nguyệt trình lên cả một bàn tiệc khiến người khác háo ăn như thế. Trong thư phòng, Tiêu Thái nói lại chuyện hôm nay cho Diệp Trạch nghe, sau khi Diệp Trạch nghe xong liền viết thư ngay lập tức. Loại việc nhỏ này cháu chỉ cần nói một tiếng với Ngô Phong, đâu cần phải để Tiểu Nguyệt vất vả lao lực một phen. Diệp Trạch cảm nhận mỹ vị còn sót lại, sau đó nở nụ cười, nhưng mà tay nghề nấu ăn này của Tiểu Nguyệt thật là tuyệt. Tiêu Thái nghe xong trong lòng cũng cao hứng. Nương tử hắn rất lợi hại mà. Diệp Trạch lại nói tiếp, cuối tháng là ngày ta sinh nhật hai huynh để cháu theo ta gặp những bạn bè thân thiết với nhà ta nhé. Năm nay dịp Trạch vốn định không tổ chức, năm ngoái cũng đã mở tiệc chiêu đãi những nhà thân cận trong kinh thành một bữa náo nhiệt. Nhưng bây giờ ông lại muốn nhân cơ hội này chính thức ra mắt hai huynh để tiêu thái, tiêu giảng, vì vậy mới bảo tề đồng gửi thiếp mời cho những nhà thân thiết qua lại. Tiêu thái hơi nhíu mi, cửu cửu, hắn đã chấp nhận thân phận kết nghĩa, đương nhiên sẽ không để bụng ánh mắt của người ngoài. Diệp Trạch ngắt lời tiêu thái, ta biết cháu muốn nói cái gì mặc dù là ta nhận kết nghĩa nhưng ta cũng phải cho bọn họ nhìn xem thái độ của ta tuyệt đối không thể để các ngươi bị chậm trễ hắn đường đường là cháu ngoại của dũng nghị công phủ sao có thể để tin đồn nhảm nhí bên ngoài coi thường kinh rẻ được ông muốn cho các nhà quyền quý ở vân kinh đều biết tiêu thái không phải là con nhà nghèo không có bối cảnh người đời đều quen bắt nạt kẻ yếu chờ đến khi bọn họ biết sau lưng tiêu thái tiêu giảng có dũng nghị công phủ cùng trưởng công chúa chống lưng thì sẽ biết bọn họ không phải dễ chọc. Không chỉ có tiêu thái không chỉ làm việc thuận tiện, mà tiêu giảng ở quốc tử giám cũng sẽ không bị bắt nạt. Diệp Trạch nói, chờ đến ngày ấy, nhà mẹ đẻ bà ngoại cháu cũng sẽ tới. Các cháu còn chưa từng gặp nhỉ. Đến lúc đó ta dẫn các cháu đi gặp. Diêu gia sao? Thấy cửu cửu đã có sắp xếp ổn thỏa, tiêu thái cũng không phản bác ông nữa. Ngày 27 tháng 10, bên ngoài Dũng Nghị công phủ xe ngựa đông như nước, khách đến đầy nhà. Khách khứa đến mừng thọ hết tốt nọ đến tốt kia một. Ngô Thúc dẫn người đi đón khách, ghi tên, các nữ quyến được đưa đến khu hậu trạch. Khi Tiêu gia vừa đến Dũng Nghị công phủ, Tề Đồng đã sai tú nương trong phủ đo thân may y phục. Hôm nay bọn họ đều mặc y phục mới mà các tú nương may gấp để đi gặp gỡ khách. Người đẹp nhờ lụa lũ lúa cốt nhờ phân. Phó Nguyệt vốn là người xinh đẹp tươi tắn, dưới sự phụ trợ của tơ lụa cống phẩm khiến nàng càng như tiên nữ dáng trần nếu không búi tóc theo phong cách phu nhân thì không ai nhận ra là người đã làm nương hôm nay tề đồng cũng mặc trang phục màu nghệ lộng lẫy tham dự tiệc bộ dáng phú quý đường hoàng mà ngồi ở trên chính đường cười nghe nương tử các nhà gia khen tặng nàng lôi kéo phó nguyệt ngồi ở bên cạnh mình hai người hình dạng thân mật như hai mẹ con ruột thịt có khách khứa mới vào phủ thấy phó nguyệt lạ mặt liền hỏi tề đồng liền giới thiệu nói đây là nương tử nhà cháu ngoại mình ở đây đều là những người tinh ý, thấy trưởng công chúa nói vậy liền biết đây là người mà trước đó Dũng Nghị công phủ nhận kết nghĩa. Mọi người đều có ánh mắt, tề đồng thích cất nhắc mối kết nghĩa này như vậy, các nàng cũng biết điều mà khen tặng Phó Nguyệt. Phó Nguyệt giữ tư thái hào phóng khéo léo mà ngồi ở một bên, an tĩnh mà đảm đương thành bình hoa của hôm nay. Có người chủ động kéo nàng trò chuyện một chút về cách ăn mặc, phấn trang điểm, làm thơ, vẽ tranh cùng những đồ vật mà nữ nhi trong nhà cảm thấy hứng thú, Phó Nguyệt cũng không luống cuống thực tế mà nói chuyện với nhau. Chờ đến khi không ai tìm nàng thăm hỏi nói chuyện phiếm, nàng lại tiếp tục an tĩnh mà lắng nghe các nàng nói chuyện, không hề cố tình chen miệng vào. Tính tình nàng biết tiếng biết lùi như vậy, không khoe khoang nên được vài phu nhân các nhà gia coi trọng, hơn nữa nhìn cách nàng nói năng tự nhiên, rất có khí chất của con nhà gia giáo, bọn họ liền hoài nghi ban đầu bên ngoài đồn đãi rằng bọn họ thân thế thấp kém, chỉ biết nịnh bợ. Tề đồng tận mắt thấy mọi người đánh giá thử liền càng vui sướng ra mặt thay cho phó nguyệt mấy phần cười khanh khách mà ôm lấy nàng đang nói chuyện tiểu nha hoàng ở bên ngoài chính đường đã truyền lời thông báo đại tiểu thư đã trở về đoan minh hầu phủ đến tề đồng ngồi thẳng vài phần chờ đợi nhìn về phía cửa nương con đã về rồi một vị tiểu nương tử tươi đẹp cùng một đám người đi đến trước hết chào hỏi quy củ sau đó dịp thiên linh tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay vào trong ngực tề đồng Phó Nguyệt đứng lên ngồi vào một bên ghế, nhường chỗ cho hai mẹ con gặp lại nhau. Tề đồng cười đẩy đẩy nữ nhi hồi lâu không gặp, trong mắt tràn đầy ý cười mà mắng yêu nàng, nhìn con kìa, còn ra thể thống gì, đã lớn tướng rồi, sao vẫn còn lỗ em mờ ảnh như thế hả? Diệp Thiên Linh biểu môi, không chịu nghe theo mà ngúng ngoảy ở trong ngực nương nàng. Tề đồng ôn tồn lễ độ nói với con rể là đích trưởng tử dương hiền tư của đoan minh hầu phủ, tính tính của thiên linh nhà ta là được cha con bé nuông chiều quá mức, con bé đã gả tới Đoan Minh hầu phủ rồi, con cũng phải quản con bé chứ." Dương Hiền Tư đứng dậy nói, tính tình linh nhi như thế rất tốt, gia phụ gia mẫu cũng rất yêu thích tính cách của nàng ấy. Tề Đồng vừa lòng mà cười thành tiếng. Đoan Minh hầu phu nhân Nguyên Uyển cũng tiếp lời nói sang sảng, "Đúng vậy, ta thích tính tình của con bé Linh nhi này, cho nên lúc ấy mới cướp con bé về làm con dâu ta đó." Diệp Thiên Linh liên tục bị nương và mẹ chồng trêu ghẹo, đỏ mặt tránh né về phía sau Tề Đồng những người khác trong chính đường cũng cười rồi bàn tán về gia nhân này một phen. Bái kiến xong, Dương Hiền Tư liền dẫn nhị đệ Dương Hiền Thụy cùng tiểu đệ Dương Hiền Lâm đi đến tiền viện. Tề đồng lôi kéo nữ nhi tới giới thiệu với Phó Nguyệt. Đây là biểu tẩu Phó Nguyệt của con. Diệp Thiên Linh tò mò mà đánh giá nàng. Lúc nàng vừa tiến đến, liền nhìn thấy tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người này, hóa ra đây là biểu tẩu của nhà cô cô sao. Phó Nguyệt đứng dậy dịu dàng nói, biểu muội biểu tẩu diệp thiên linh cũng chào hỏi với nàng tiện thể nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son tinh xảo dưới khóe lệ trên mặt nàng đột nhiên suýt xoa nói biểu tẩu tẩu thật là xinh đẹp phó nguyệt dương khóe môi lên cũng khen nàng ấy biểu muội cũng là mỹ nhân hiếm gặp đúng thật không hổ là con cái diệp gia cho dù là huynh đệ tiêu hay là tỷ đệ diệp gia lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều là khen xinh đẹp diệp thiên linh chớp chớp mắt nàng thích biểu tẩu hào phóng xinh đẹp này biểu tẩu làm túi sách cho ta ta rất thích, còn không nỡ sử dụng đó, ta đã cất kỹ đi rồi. Nàng xoay người nói với tam muội muội dương nhàn nhiên đang ngồi bên cạnh mẹ chồng mình nói, nhàn nhiên ngươi thích túi sách kia đúng không? Dương Hiền Thụy cùng Dương Nhàn Nhiên là huynh muội song sinh, tính cách nhã nhặn yên tĩnh hướng nội. Nàng và Diệp Thiên Linh vốn là bạn bè thân thiết trong chốn khuê các, về sau bạn tốt lại gả cho ca ca nhà mình, hai người càng trở nên thân mật hơn. Dương Nhàn Nhiên thích làm công việc theo thùa may vá, vì vậy vô cùng thích thú với túi sách tinh xảo mới mẻ độc đáo của Diệp Thiên Linh Tân đến mới mẻ độc đáo. Nàng nhịn hai má đỏ ửng kích động mà nhìn về phía Phó Nguyệt, theo thù may vá của biểu tẩu thập phần tinh mỹ, hình thức túi sách cũng mới mẻ độc đáo. Phó Nguyệt lại cười nói, túi sách chính là để sử dụng, nếu hai muội thích, ít nữa ta lại làm cho các muội một cái nữa là được. Thật tốt quá! Vậy thì ta không khách sáo với biểu tẩu, ta thật sự quá thích dáng vẻ kia, vừa giống hoa sen lại giống cái đèn lồ nờ dê nhỏ. Dương nhàn nhiên không ngờ là cũng có phần của chính mình, mừng rỡ mà cảm tạ nàng, nhàn nhiên cảm. Cảm tạ biểu tẩu. Trong phòng có phu nhân và các tiểu cô nương khác nghe ba người các nàng nói, không hiểu ra sao. Túi sách là thứ gì? Lại còn vừa giống hoa sen vừa giống đèn lồ nờ dê nhỏ. Ngay cả hai cô nương của Dũng Nghị Công Phủ cùng Đoan Minh Hầu Phủ đều kinh ngạc cảm thán và thích thú có phu nhân quen biết với tề đồng liền hỏi, túi sách là vật gì? Tiêu phu nhân lấy ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Phó Nguyệt xua xua tay, chủ là vật trang trí thôi mà. Những nhà quyền quý đi ra ngoài đều có đám nha hoàng tùy thân đi theo để cầm đồ vật, dâu cần phu nhân và các tiểu thư tự mình sách theo. Chẳng qua Phó Nguyệt nhìn mấy loại túi tiền và túi thơm tầm thường, cho nên mới chuẩn bị túi sách kiểu mới, nhưng nàng cũng không nghĩ là công chúa và Diệp Thiên Linh sẽ dùng thật. Phó Nguyệt khiêm tốn, nhưng Tề Đồng lại sai Trung Tình đi lấy túi sách mà Phó Nguyệt tặng cho chính mình lại đây. Tề Đồng kỹ thuật theo của Tiểu Nguyệt cũng là cao cấp hạng nhất, các ngươi nhìn qua sẽ biết. Trung Tình nâng hộp nhỏ tới, Diệp Thiên Linh lấy cái túi của nương nàng ra nhìn chăm chú, cũng rất yêu thích hình thức phong lan thanh nhã này. Biểu Tẩu kỹ thuật theo của Tẩu thật tốt. Trung Tình lại mang túi sách xuống cho các phu nhân và các cô nương khác truyền tay nhau xem. kiểu này thật mới lạ ta thấy bên trong có thể đựng một ít túi thơm, khăn và bạc vụn đấy. Đúng, còn có thể đựng được các đồ nhỏ như son môi, gương đồng, trâm cài, ngọc bội. Đây là theo hai mặt, các ngươi nhìn phong lan này xem, lá cây và đóa hoa sinh động như thật, kỹ thuật theo của tiêu phu nhân thật sự lợi hại. Mọi người truyền nhìn, mồm năm miệng mười mà thảo luận một phen, ngay cả những đồ vật có thể cho vào túi sách cũng nói được đại khái, không cần phó nguyệt lại giới thiệu, có một số phu nhân vì lấy lòng trưởng công chúa mà bề ngoài nhiệt tình khen túi sách của phó nguyệt bên trong lại biểu môi đối với đồ vật đẹp mà vô dụng cũng không có ý nghĩa gì ai đi ra ngoài mà không có đám nha hoàng hầu hạ đi theo chứ sao có thể để các nàng tự mình mang theo đồ vật nếu thật sự như vậy thì đúng là sỉ nhục thân phận của các nàng còn đám nha hoàng mà phu nhân và các cô nương mang theo đang đứng ở sau lưng hầu hạ lại sáng trực mắt lên túi sách này hình thức đẹp và tinh xảo trông còn nhẹ nhàng hơn so với các tay nải hộp gỗ trương gỗ mà các nàng đang sử dụng nếu các nàng cũng có thể mua được mà dùng thì tốt rồi mọi người truyền nhau xem rồi khen một phen mặc dù thật sự cảm thấy hứng thú nhưng cũng biết điều mà không chủ động mở miệng nói muốn với phó nguyệt trong lòng thầm nghĩ ít nữa sai người tìm trên đường xem có cửa hàng nhà ai bán cái này hay không phó nguyệt quan sát nét mặt của mọi người như suy nghĩ đến điều gì đó lý đình từng nói Vân Kinh cũng có cửa hiệu tiệm vải lý ký, xem ra lại có thêm một hạng mục có thể thể hợp tác rồi. Nhà ngoại diêu gia của Diệp Trạch lại khoan thai tới muộn. Đồ Ngọc Hồng mang theo hai nữ nhi tiến vào, liên tục cười nói ấy nấy, công chúa thứ lỗi, trên đường trì hoãn một chút cho nên chúng ta mới tới chậm. Không sao cả. Thấy ngươi đã toát mồ hột rồi kìa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Còn chưa tới canh giờ mở tiệc đâu, không coi là muộn được. Tề đồng tò mò hỏi, bị chuyện gì trì hoãn thế chẳng phải hôm kia trời mưa mấy ngày sao tam đệ phái người đưa lễ mừng thọ cho quốc công gia đã bị chậm trễ ở trên đường chúng ta cũng nghĩ chắc không về kịp ai ngờ hôm nay đã đi được nửa đường thì người ở trong phủ lại đuổi theo nói lễ vật của tam đệ đã về tới lão gia chúng ta sai quay đầu về lấy rồi mang qua đây thế chẳng phải là chậm trễ một chút sao tề đồng cười oán kết nói hà tất gì cứ phải hôm nay chứ không cần đa lễ bản thân các ngươi tới đây đã làm quốc công gia cao hứng rồi diêu gia là thương nhân của hoàng gia trước mặt cả một phòng phu nhân nhà quan lại trưởng công chúa đã giúp diêu gia bọn họ giữ được thể diện đồ ngọc hồng tươi cười rạng rỡ lễ không thể bỏ lễ không thể bỏ vả lại đó là tấm lòng của tam đệ và tam đệ muội đối với quốc công gia bọn họ đã đem về kịp thì ta chắc chắn ta sẽ đem nó đến đây tề đồng gọi phó nguyệt tới tiểu nguyệt lại đây đây là đương gia phu nhân nhà ngoại tổ diêu gia của cửu cửu cháu, cháu cứ theo thiên linh gọi một tiếng biểu cửu mẫu là được. Phó Nguyệt đi đến trước mặt đồ ngọc hồng thông thả ung dung hành lễ, biểu cửu mẫu. Ôi chao, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Đồ ngọc hồng nắm lấy cánh tay phó Nguyệt, lôi kéo nàng đứng lên, nương tử của biểu cháu ngoại cũng thật lanh lợi, nào, lần đầu gặp mặt, mau nhận lấy đi. Trong tay nha hoàng đứng sau lưng đồ ngọc hồng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa túi tiền liền nhét vào tay phó Nguyệt phó nguyệt cười tiếp nhận sau đó giao cho tình tước cầm phó nguyệt cảm tạ biểu cửu mẫu đứa trẻ ngoan nào 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 đây là hai biểu muội của cháu bên này các nàng gặp mặt người nhà thân thiết với nhau có người ánh mắt như có như không dừng ở túi tiền mà tình tước thu hồi về túi tiền lớn thật so với túi tiền bình thường treo ở bên hông còn lớn gấp hai ba lần thấy phó nguyệt cùng tình tước cầm nhẹ nhàng bên trong không giống như là đựng vật nặng gì vậy sẽ là cái gì chứ nhất định cũng là đồ vật giá trị xa xỉ. Phải biết rằng Diêu Gia chính là thương nhân với Hoàng Gia đó. Diêu Gia là nhà ngoại của Dũng Nghị Công, hơn 10 năm nay trở thành đại thương gia số một số 2 của Hoàng Gia Triều Lý, trà cùng gạo tẻ Vĩnh Dương là xuất phát từ nhà hắn cung cấp cho Hoàng Thất. Những sản nghiệp còn lại cũng nhiều đến mức không đếm xuể, chẳng qua mọi cử chỉ, hành động của Diêu Gia đều khiêm tốn, người ngoài không biết bọn họ tích tụ bao nhiêu tài phú. Chủ nhà đương nhiệm của Diêu Gia là Diêu Dư Hướng Dương, con trai đích thứ hai của Diệp Trạch Cửu Cửu, trưởng tự chế, tê yểu chưa thành lập gia thất. Diêu Dư Hướng Dương cũng xứng đáng với sự nâng đỡ của Diệp Trạch, hơn 10 năm qua đã từ hộ tiểu thương trở thành thương nhân của hoàng gia, thay đổi địa vị. Cửu Cửu gia còn có tam biểu đệ, đi theo con đường khoa cử làm quan, hiện giờ được phái đi ra bên ngoài làm quan nên mang theo cả nhà rời đi, cho nên lần này mới không thể nào tiến đến mừng thọ được. Trong lúc nói chuyện, khách khứa cũng lục tục tới đầy đủ, đến giờ ngọ thì mở tiệc. Ở tiền viện, Diệp Trạch mang theo tiêu thái, tiêu giảng cùng với nhi tử Diệp Thiên Trung kính nhóm khách khứa một ly, tiện thể để hai huynh đệ tự đi ăn cơm chiêu đãi đám công tử trẻ tuổi ở các phủ khác. Thấy Diệp Trạch coi trọng diều dắt tiêu thái, các lão gia công tử của các phủ cũng nể tình mà khen ngợi kính trụ, cứ như vậy nên không có gì bất ngờ khi tiêu thái bị chuốt say. Người khác say, bề ngoài thoạt nhìn vẫn như bình thường, ngoài việc mặt hơi đỏ chút, lời nói hơi mất kiểm soát. Nhưng tiêu thái lại như chế, tê lặng, coi rượu như nước lã mà uống chỉ có ngô thúc nhận ra được điều bất thường cản lại diệp trạch cùng tiêu thái đang say khướt lại ngô thúc nhíu mày nói lão gia biểu thiếu gia không thể uống nữa ngày ấy đã say rồi diệp trạch loạn choạng thân mình mạnh mẽ mà vỗ vỗ bả vai tiêu thái nói với ngô thúc sao có thể chứ a phong ngươi nhìn lầm rồi hắn còn đứng ngay ngắn mà có phải không a thái diệp trạch tiến đến trước mặt tiêu thái hỏi hắn ánh mắt tiêu thái nhìn chầm chầm vào bàn, sau một lúc lâu mới nói, uống. Diệp trạch lắc lắc đầu, ý đồ để chính mình tỉnh táo hơn một chút, uống nhiều thật à. Tiêu thái không nói lời nào. Ngô thúc lo lắng nói, lão gia, thật sự không thể uống nữa, để ta sai người đi báo cho công chúa, biểu thiếu phu nhân một tiếng. Diệp trạch xua xua tay để hắn đi. Lúc này tiêu thái mới có phản ứng, hắn đột ngột đứng lên nói, tiểu nguyệt. Tiểu nguyệt ở đâu? Tiểu nguyệt, hắn muốn đi tìm tiểu nguyệt. Trong miệng nhỏ giọng gọi thầm tên phó nguyệt tên, tiêu thái chẳng nhìn ai nữa, lập tức đi ra ngoài. Ngô thúc vội vàng gọi Diệp An tới dặn dò, người mau đỡ biểu thiếu gia đi, đưa hắn trở về kỳ cảnh viện nằm nghỉ. Diệp An cố gắng chống đỡ tiêu thái đi đường loạn choạn bất ổn, dẫn hắn đi về từ cửa hậu viện. Khà khà, tiểu tử này uống say đến mức chẳng nói được cái gì. Diệp Trạch lắc đầu cười cười, tiếp tục chiêu đãi khách khứa, Diệp An cùng một gã sai vặt khác chống đỡ Tiêu Thái loạn choạng đi về phía kỳ cảnh viện. Tuy Tiêu Thái uống say nhưng cũng không làm ầm ĩ, chỉ luôn miệng lẩm bẩm muốn tìm Phó Nguyệt. Diệp An vừa đỡ hắn vừa khuyên bảo dỗ dành, được rồi đi tìm, biểu thiếu gia, ta đưa ngài về kỳ cảnh viện là có thể nhìn thấy biểu thiếu phu nhân rồi. Trở về viện, gặp Tiểu Nguyệt. Tiêu Thái đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi hai người diều, nghiêng ngã lão đảo mà chạy vài bước về phía trước. Ôi chao, biểu thiếu gia ngài đừng chạy, để ý kẻo ngã. Diệp An vội vàng đuổi theo. Đi đường gập ghềnh, một hàng ba người cuối cùng cũng về tới kỳ cảnh viện. Hôm nay Phó Nguyệt mang theo tình tước, tuyết nhạn đi tới chỗ công chúa, trong viện chỉ để lại thơ ngữ, thơ họa lo toan mọi chuyện lớn nhỏ. Thạch bà bà thì ôm nhu nhu dỗ dành cô bé ngủ say, sau đó ngồi cùng bà vú tại phòng bà. Cho nên, giờ phút này trong kỳ cảnh viện, thơ ngữ thơ họa đang sai bảo các bà tử làm việc thô cùng nhau dọn dẹp sân viện thấy Diệp An đỡ tiêu thái đi đến, thơ họa dành lời trước hỏi, biểu thiếu gia. Diệp An, đây là có chuyện gì? Thân thể tiêu thái cường tráng khỏe mạnh, khung xương lại nặng, thân thể Diệp An nhỏ bé đỡ hắn trở về liền mệt đến mức cả người đầy mồ hôi. Diệp An thở hồng hộc nói, ở tiền viện, biểu thiếu gia uống nhiều quá, ta dẫn ngài ấy trở về nghỉ ngơi một chút trước đã. Thơ ngữ, có phái người đi thông báo cho biểu thiếu phu nhân chưa? Diệp An, đi rồi, hôm nay công chúa phải chiêu đãi nhóm khách quý nữ quyến cũng nhiều, đoán chừng biểu thiếu phu nhân muốn dứt ra trở về cũng phải mất chút thời gian. Trước hết chuẩn bị canh giải rượu cho biểu thiếu gia đi đã, để ngài ấy uống rồi ngủ tiếp. Thơ họa dẫn hai người Diệp An đi về phía sương phòng phía đông, sau đó dặn dò thơ ngữ, người đi phòng bếp nhỏ bảo đám nữ đầu bếp lập tức làm canh giải rượu. Làm xong thì mang tới đây. Ừ, ta đi ngay đây. Thơ ngữ không nghĩ quá nhiều, nghe thơ họa nói như thế liền nhỏ giọng đồng ý, nhanh chóng đi vào phòng bếp nhỏ. Nào, các ngươi đỡ biểu thiếu gia nằm xuống đi, nhẹ chút. Thơ họa nói với hai người Diệp An nói, được rồi, hai ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nơi này ta sẽ để ý, chờ biểu thiếu phu nhân trở về. Vậy thì làm phiền thơ họa cô nương coi chừng chút, hai ta đi xuống đổi sim y đây. Diệp An cười ha hả, cùng một gã sai vặt khác lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong gian phòng trở nên im ắng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tiêu thái. Thơ họa cẩn thận tới gần cạnh giường ngủ, thấp giọng hỏi, biểu thiếu gia, biểu thiếu gia, tiểu Nguyệt Tiêu Thái nhíu mày, nói ngắt quãng mà quay đầu vùi vào cái thảm nhỏ bên gối. Mặt trên có mùi thơm của tiểu Nguyệt Tiêu Thái nằm ngủ thấy an ổn tự tại. Trong lòng thơ họa giống như nổi trống, âm thanh hỗn độn trái ngược nhau tràn ngập ở trong đầu nàng. Biểu thiếu gia say, ngươi mau tiến lên hầu hạ hắn đi. Thơ họa dịch về phía trước hai bước, hầu hạ ngươi thật sự muốn làm cái gì thơ họa dừng bước chân lại ngươi còn đang đợi cái gì mau qua đi thôi chờ biểu thiếu phu nhân trở về nơi này sẽ không cần ngươi hầu hạ ngươi không thể làm như vậy biểu thiếu phu nhân đối xử khoan dung với ngươi sao ngươi lại có thể làm ra chuyện có lỗi với biểu thiếu phu nhân chứ thích thì sao chứ mặc dù hiện tại không phải ngươi về sau bên người biểu thiếu gia cũng sẽ không thiếu người hầu hạ đây chính là biểu thiếu gia của dũng nghị công phủ có rất nhiều tiểu thư và bọn nha hoàng vội vàng muốn hầu hạ ngài ấy âm thanh kia tiếp tục mê hoặc nói biểu thiếu phu nhân xuất thân không hiển quý chờ đến khi biểu thiếu gia thật sự lấy con gái nhà quyền quý về đến lúc đó nàng ấy biết tự xử như thế nào mà ngươi thì khác ngươi hầu hạ biểu thiếu gia là giúp đỡ biểu thiếu phu nhân và giữ trái tim ngài ấy không cho ngài ấy bị nữ nhân khác lừa gạt đi thơ họa ngươi còn đang đợi cái gì chứ âm thanh mê người này áp xuống những ý tưởng phức tạp khác. Ánh mắt thơ họa hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại. Không sai, nàng đang giúp biểu thiếu phu nhân. Chờ. Chờ đến khi nàng thành người của biểu thiếu gia, nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn lực mà phụng dưỡng biểu thiếu gia cùng biểu thiếu phu nhân. Thơ họa ửng đỏ gò má, khuôn mặt vốn lanh lợi ưa nhìn càng như quả đào chín mọng ngọt ngào. Chỉ tiếc giờ phút này trong phòng chỉ có một mình tiêu thái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ai ngắm nhìn nàng tề đồng ngày càng lớn tuổi liền thích đám nha hoàng nhỏ tuổi xinh xắn đáng yêu hầu hạ cười đùa ở trước mắt có người xinh đẹp bên cạnh nhìn cũng thư thái cho nên những nha hoàng từ bên người nàng mà ra như tình tước tuyết nhạn thơ ngữ và thơ họa đều có dáng dấp đẹp tình tước lanh lẹ vượt trội như nắng gắt giữa chính ngọ tuyết nhạn trầm ổn hướng nội người xinh đẹp như đóa thủy tiên còn thơ ngữ lại là tiểu nha đầu ngây thơ hồn nhiên chẳng qua lúc nói chuyện giọng hơi nhỏ chỉ cần người nào lo lắng hét to một tiếng cũng khiến nàng ta bị dọa sợ mà thơ họa có thể xem như xinh đẹp đặc thù nhất trong bốn người này. Vả lại dung mạo của nàng ta cũng giống với Phó Nguyệt, là mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ sinh động, chẳng qua Phó Nguyệt lại có phong thái yểu điệu, khí chất lại không tùy tiện, ngược lại trong trong sáng thoáng đạt, khiến người ta gặp một lần thì khó mà quên được. Biểu thiếu gia sủng ái biểu thiếu phu nhân, trong nàng lại giống biểu thiếu phu nhân nhất, có lẽ biểu thiếu gia cũng sẽ thích nàng cũng nên. Có điều chắc chắn nàng sẽ không tranh giành sự sủng ái của biểu thiếu gia với biểu thiếu phu nhân, nhất định sẽ giữ đúng bổn phận mà nhường biểu thiếu gia cho ngài ấy chỉ cần chỉ cần trong lòng biểu thiếu gia có một vị trí nhỏ cho nàng thì nàng đã thỏa mãn rồi thơ họa càng nghĩ mặt càng đỏ nàng nới lỏng áo ngoài của chính mình trước để lát nữa biểu thiếu gia hành sự cho thuận tiện tiện đà run rẩy mà vương tay muốn cởi áo thay cho tiêu thái biểu thiếu gia thơ họa hầu hạ ngài cởi áo nhé giọng nói nàng uyển chuyển mềm mại đầy mê hoặc như rắn trường như muốn quấn quanh tiêu thái chui vào trong tai trong tim tiêu thái bên tai tiêu thái vẫn luôn có tiếng nói chuyện quan 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 làm hắn tỉnh giấc hắn nhắm hai mắt thấp giọng kêu tiểu nguyệt à bàn tay nhỏ của thơ họa sắp chạm đến quần áo của tiêu thái liền dừng lại tiện đà lại nói dịu dàng biểu thiếu gia ta là thơ họa nè thơ họa hầu hạ ngài cởi áo được không tiêu thái nhíu nhíu mi một mùi hương khiến người ta ngứa mũi muốn hắt hơi sộc vào chóp mũi hắn đây không phải là hương vị trên người tiểu nguyệt thơ họa thơ họa là thứ gì không muốn làm thơ vẽ tranh, muốn tiểu nguyệt. Thơ họa rốt cuộc được như ý nguyện mà sờ đến bên hông tiêu thái, mới vừa kéo lỏng đai lưng của tiêu thái, nàng còn chưa kịp có động tác gì kế tiếp, một luồng sức lực mạnh mẽ đột nhiên đẩy nàng ra ngoài. Mặc dù tiêu thái uống say, nhưng hắn là nam nhân, sức lực mạnh mẽ, lực tay lúc này lại không nhẹ không nặng. Thơ họa bị hắn đẩy đến mức chân đứng không vững, va và vào cái giá bày đồ cổ ở phía sau. Giá bày đồ cổ lung lay, một cái bình hoa to lăn xuống xuống dưới vừa vặn nện vào đùi phải của nàng. Mảnh sứ vỡ ra, nhiễm hồng làng váy của thơ họa và mặt đất. a à, khuôn mặt thơ họa trắng bệt, kêu gào thảm thiết chân của ta. Tiêu thái bị tiếng kêu thảm thiết khiếp người của nàng khiến kinh sợ, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy nhìn qua. Đang kêu gào cái gì đấy? Làm giật cả mình. Chân, chân của ta. Thơ họa đau đến mức toát mồ hôi hột trên trán từng giọt rơi xuống, nàng đè lại cái chân không ngừng rỉ máu tươi ra muốn cử động một chút, nhưng vừa cử động đã đau đến thấu tim. Không phải chân nàng đã bị chặt đứt rồi chứ. Thơ họa tự cho là nhu nhược đáng thương, kỳ thật bộ mặt trông rất dữ tợn mà nhìn về phía tiêu thái, biểu thiếu gia, giúp ta với. Xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa truyền đến giọng nữ nhân dịu dàng thánh thót Là biểu thiếu phu nhân đã trở lại Thơ họa kinh hoảng mà cắn môi Lại kêu một tiếng tiêu thái Biểu thiếu gia Tiêu Thái nghe được giọng nói quen thuộc, căn bản không rảnh chú ý tới có người còn nằm trong phòng. Tiểu Nguyệt. Hắn mỉm cười, hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc trong lòng, bò dậy đi siêu siêu vẹo vẹo về phía cửa phòng. Thơ họa vừa đau vừa sợ, một nhịp thở không thông khiến nàng ta té xỉu ở trên mặt đất. Phó Nguyệt vừa mở cửa đã bị Tiêu Thái toàn thân nồng nặc mùi rượu ôm chầm lấy. Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái không lưng cọ ở hõm vai Phó Nguyệt hít hà một hơi thật sâu, đây mới là mùi vị của Tiểu Nguyệt, thơm thơm ngọt ngọt chàng đứng yên nào ta không đỡ nổi chàng đâu phó nguyệt bất đắc dĩ mà đẩy nhẹ hắn vừa mới xảy ra chuyện gì thế tiêu thái nghe lời mà cố gắng đứng yên tư duy lại chậm chạp hỏi một đằng trả lời một nẻo mũi ồn quá đánh mũi ta phải đợi tiểu nguyệt được 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 ta đang ở đây rồi nàng nhìn xuyên qua tiêu thái thấy được tình hình trong gian trái phòng chỉ thấy giá trưng bày đồ của nghiên lệch vật trang trí bên trên đều rối loạn mà bên dưới giá trưng bày đồ cổ lại có thơ họa đang nằm trên mặt đất với xiêm y hở hang, bên chân là mảnh sứ vỡ cùng với vết máu. Tầm mắt Phó Nguyệt ngừng ở chỗ cổ áo hơi nới rộng của thơ họa, hai mắt dần dần lạnh lẽo. Nếu lộ thêm vài phần nữa thì có thể nhìn thấy bả vai tuyết trắng. Nàng lại thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá tiêu thái một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo hoàn hảo, chỉ có đai lưng hơi lỏng, nét mặt hơi say nhưng không hoảng loạn. Phó Nguyệt duỗi tay kéo chặt đai lưng của hắn, sau đó cầm tay tiêu thái đang nghiêng ngã lung lay đứng vững lại. Thơ họa ngã rồi, tình tước ngươi đi mời đại phu tới đây nhìn xem. Tiền viện đang náo nhiệt, đừng lộ ra. Tuyết nhạn ngươi chăm sóc nàng ta. Giọng nói của phó nguyệt lạnh băng, không còn ấm áp như cũ. Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của phó nguyệt, trong lòng tình tước và tuyết nhạn hơi thấp thỏm. Sai bảo hai người xong, Phó Nguyệt lôi kéo Tiêu Thái trở về phòng chính của sương phòng phía đông. Phó Nguyệt, A à Thái ca, chàng đi theo ta đi. Tiêu Thái gật gật đầu, nắm bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt bước chậm theo. Tình tước, tuyết nhạn cúi đầu lui qua một bên. Chờ đến khi hai chủ tử đi ra ngoài, lúc này hai nàng mới nhìn vào trong nhà, tiếp đó liền rùng mình. dáng vẻ này của thơ họa. Ngẫm lại tính cách của biểu thiếu gia cùng với giọng nói và quần áo vừa rồi, nàng hai liếc nhau, tiện thể chôn chặt suy nghĩ ngổn ngang xuống đáy lòng, dựa theo sự sai bảo của Phó Nguyệt mà hành động. Mới ra khỏi gian trái phòng, thơ ngữ đã bưng canh giải rượu vội vàng đi tới hô, canh giải rượu xong rồi. Nhìn thấy điểu thiếu phu nhân đã trở lại, thơ ngữ dừng bước chân lại chờ ở một bên. Phó Nguyệt liếc nhìn nàng cùng canh giải rượu trong tay nàng một cái, nói, ngươi đi cùng ta tới đây đi. Vâng ạ. À. Hết phần 11, mời các bạn đón nghe phần 12.